Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 25. Thời điểm phóng ra linh thức, Dương Bách Xuyên lại phát hiện nơi này không cần sử dụng linh thức, trong đầu cũng vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, nhóc con, ở đây có chút cổ quái, cẩn thận vẫn hơn. Dương Bách Xuyên nhìn không được hỏi, ông già, người nhìn ra cái gì vậy? Thế núi và các ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau, có dấu tích cảm ứng thiên nhân hợp nhất, chắc là có tồn tại trận pháp cổ xưa, có chút môn đạo, đợi lát nữa bỏ qua những người khác một mình hành động, vi sư phải nhìn kỹ mới được. Sau khi âm thầm đồng ý, Dương Bách Xuyên đi lên phía trước. Chỉ thấy phía trước đạo trưởng Trường Linh, Nguyên Thần Tử và Lão Tổ Địa Tâm đều ở đây, duy chỉ có không thấy bóng dáng Ninh Dương. Nhưng tại chỗ Dương Bách Xuyên vẫn thấy được vết máu, nghĩ chắc lão ma đinh bị thương không nhẹ. Lúc này, đạo trưởng Trường Linh mở miệng nói, các vị đồng đạo, nơi này chính là đạo tràng Vu Hàm, còn động phủ chân chính của đạo tràng ở chỗ nào trong sơn cốc này, ngay cả bần đạo cũng không biết. Tiếp theo các vị từng người tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình đi. Nhưng thời gian chỉ có 10 ngày, qua 10 ngày, cái khe của sơn động sẽ tự động đóng cửa, đến lúc đó sẽ không thể ra được. Nghe đồn cái khe của sơn động này là một cơ quan, nhưng có phải cơ quan hay không còn chờ kiểm chứng. Dù sao 10 năm một lần sẽ dùng một loại lực lượng to lớn để mở ra, qua thời gian đó cho dù dùng thuốc nổ cũng không có tác dụng, 10 ngày sau gặp lại. Đúng rồi, cẩn thận dã thú trong sơn cốc, nơi này không phải dã thú bình thường, có một vài loại có thể cắn xé cao thủ bẩm sinh. Hơn nữa, ở nơi này linh dược khắp nơi nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, lão đạo đã đến 2 lần. Cho đến nay chưa ai có thể làm rõ hoàn cảnh nơi này, rất nhiều tiền bối đã bỏ mạng ở đây, chúc mọi người may mắn. Sau khi đạo trưởng Trường Linh nói xong, nhanh chóng bước về phía đông. Nguyên Thần Tử và Lão Tổ Địa Tâm cũng lựa chọn phương hướng riêng rời đi. Giữa sân chỉ còn lại 3 người Dương Bách Xuyên, Hạ Lộ và Bách Sơn. Bách Sơn thấy Hạ Lộ không có ý muốn đi, nhìn Dương Bách Xuyên nói, sư tổ, ngài thế nào? Bách Sơn, không cần xen vào tôi, cứ đi đi, 10 ngày sau chúng ta gặp lại. Dương Bách Xuyên cũng không muốn đem Bách Sơn theo bên cạnh. Sau đó Bách Sơn rời đi. Bên tai vang lên âm thanh mềm nhẹ của người cá Hạ Lộ, tôi đi cùng cậu, nếu cậu bị thương nặng, Đinh Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc không có ai, Hạ Lộ sẽ dùng âm thanh thật để nói chuyện với Dương Bách Xuyên, vô cùng dễ nghe. Dương Bách Xuyên định nghe theo sư phụ. Hành động một mình, nhưng Hạ Lộ lại lo lắng Đinh Dương sẽ trả thù anh, muốn đi theo. Sau khi nghĩ lại thì đồng ý, lúc đầu cô muốn cõng anh đi qua khu đá loạt, nhưng vì chủ nghĩa đàn ông nên từ chối cô, lần này còn từ chối sẽ làm cô buồn. Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được người cá Hạ Lộ thật tình quan tâm anh, coi anh là bạn bè, trong lòng rất cảm động, gật đầu nói, được. Dù sao sư phụ và anh đều giao lưu ở trong đầu, cô cũng không nghe được. Hạ Lộ, cô từng đến nơi này rồi sao? Dương Bách Xuyên hỏi cô. 10 năm trước từng đến một lần, nhưng không phát hiện được nơi nào đặc biệt, chỉ tìm được một gốc hà thủ ô ngàn năm, mấy cây linh dược chưa đủ trăm năm cũng có. Trên thực tế, cách 10 năm nơi này sẽ bị giới võ cổ nhổ sạch một lần, linh dược hơn trăm năm đã bị ngắt hết từ lâu rồi. Linh dược hơn 1.000 năm rất ít, phần lớn đều có mãnh thú bảo vệ không dễ dàng có được. Còn linh dược hơn vạn năm thực sự hiếm có. Toàn bộ sản cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dài tầm 3 km, rộng tầm 1 km, chia thành 5 nơi đông tây nam bắc trung. 10 năm trước tôi chỉ đi đến phương Bắc, mấy địa phương khác thì chưa đi qua. Giống như lời của Trường Linh, nơi này thật sự có mãnh thú nguy hiểm, ở chỗ này hổ sói gấu báo rất thường thấy, còn có cả một vài loại mãnh thú đã tuyệt chủng trên địa cầu. Có lẽ là vì hoàn cảnh nên trong có thể những con mãnh thú đó đều có linh khí, dường như đã được mở ra linh tis, cực kỳ khó đối phó, gặp phải cũng chỉ có thể tận lực tránh né. Người cá Hạ Lộ nói hết những gì mình biết cho Dương Bách Xuyên nghe. Dương Bách Xuyên nói chuyện với sư phụ nên đi hướng nào. Ở chỗ này Dương Bách Xuyên không thể sử dụng linh thức. Nhưng sư phụ Vân Thiên Tà là tán tiên đỉnh phong, ở trạng thái thần hồn. Có thể phát hiện được những nơi Dương Bách Xuyên không cảm nhận được. Khi Dương Bách Xuyên hỏi về phương hướng, Vân Thiên Tà trả lời, sơn cốc này và sao trời tương ứng với nhau, từ địa thế của sơn cốc này, lấy hướng đông làm đầu, tây làm cuối, đến lúc đó thường thấy đông lên tây xuống, nhưng hai nơi nam bắc lại có chút kỳ quái,
khí chàng hình thành thế thái cực xoay tròn, hội tụ tất cả linh khí trời đất vào sơn cốc. Ở sâu trong sơn cốc có dáng màu luân phiên đổi, có lẽ dị tượng này là do linh khí nồng đậm. Nếu ta không nhìn lầm, mảnh đất trung tâm trong sơn cốc này có huyền cơ. Theo như lời sư phụ nói thì trung tâm chính là đạo tràng Vu Hàm, chúng ta trực tiếp đi đến mảnh đất trung tâm là được. Nói xong, hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực, lập tức nhấc chân đi. Nhóc thối, con sốt ruột cái gì? Nếu con trực tiếp đi đến đó, cả đời cũng đừng mơ đặt chân vào địa vực trung tâm. Đã nói rồi, địa thế sơn cốc này tương ứng với sao trời, có sức mạnh âm dương tương đồng với trời đất tất nhiên sẽ có huyền cơ. Lỗ mãng hấp tấp đi tìm, chết cũng không thể tìm được. Vân Thiên Tà không chút lưu tình mở miệng mắng. Đối với lời mắng của sư phụ, Dương Bách Xuyên đã tập mãi thành thói quen, trợn trắng mắt nói, sư phụ thối, vậy người nói phải làm thế nào? Ngài nói thử xem. Thằng nhóc thối không học vấn không nghề nghiệp, Chu Thiên sao trời truyền cho con chắc chắn lại không đọc rồi, nếu đọc qua ta còn phí nước bọt như vậy. Đi như thế nào tự quay đầu nhìn thì biết, quay đầu lại nhìn cẩn thận cho ta. Nói xong, tiếp tục nói, nghe kỹ đây, đi dựa theo địa thế của dãy núi, di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, từ hướng đông đến hướng tây, lại đi từ phương nam đến phương bắc theo chiều kim đồng hồ, cuối cùng đi từ phương bắc thẳng đến trung tâm. Đến lúc đó có lấy được huyền cơ ở khu vực trung tâm hay không phải dựa vào chính con. Được rồi, còn lại tự mình đi đi, đừng làm phiền ta. Sau khi nói xong, Vân Thiên Tà im lặng. Còn Dương Bách Xuyên cũng tập mãi thành thói quen. Dương Bách Xuyên nhìn Hạ Lộ, nói chúng ta đi về hướng đông xem. Được, đối với Hạ Lộ đi hướng nào cũng như nhau, dù sao đều là thám hiểm tìm vận khí, có thể tìm được linh dược thượng phẩm là chuyện tốt, không tìm thấy cũng không miễn cưỡng, cô là cá yêu, không quá coi trọng hiệu quả và lợi ích. So với việc tìm linh dược gì đó, Hạ Lộ càng để ý việc nói chuyện phiếm với Dương Bách Xuyên. Mặc dù cô đã tu luyện thành người gần ngàn năm, nhưng vẫn không quá hiểu biết về con người. Ví dụ như tình yêu giữa nam nữ, trong trí nhớ của cô, đây là thứ giống như nguyền rủa. Nữ có thể chết vì nam, nam có thể không muốn sống vì nữ, thương tổn phản bội giữa các cặp đôi. Chuyện xảy ra giữa những con người này, có rất nhiều chuyện Hạ Lộ không hiểu, cũng tò mò muốn hiểu rõ. Ở năm tháng xa xăm kia, cô không có bạn bè, cũng không có ai dạy cô những thứ đó. Mặc dù nhân viên trong Thần Long Đàm rất động, nhưng cô không dám dùng gương mặt thật gặp người, mỗi một thành viên Thần Long Đàm khi gặp cô đều rất cung kính. Vì vậy Hạ Lộ càng thích ở chúng với người bạn như Dương Bách Xuyên. Hai người vừa đi về hướng đông, vừa nói chuyện. Dương Bách Xuyên hỏi Hạ Lộ chuyện về những tông môn cổ xưa, Hạ Lộ sẽ hỏi những vấn đề mà Dương Bách Xuyên cảm thấy rất ngu ngốc nhưng lại hợp tình hợp lý. Ví dụ như Hạ Lộ hỏi Dương Bách Xuyên, đàn ông và đàn bà khác nhau chỗ nào? Dương Bách Xuyên đơ người khi nghe thấy câu hỏi này. Con mẹ nó đây là câu hỏi gì vậy chứ? Đàn ông và đàn bà có thể khác nhau cái gì? Nhưng nghĩ lại Hạ Lộ là người ghét, là yêu tu, cũng là một yêu tu tâm tư đơn thuần, thuận miệng nói, cô có thể hiểu thành chống mái, ví dụ như tôi là đực, cô là cái, khác nhau ở chỗ đó. Vậy tình yêu là gì? Vấn đề này quá lớn, tôi chỉ có thể nói cho cô. Tình yêu là tình cảm song phương giữa nam và nữ, sau đó có thể trả giá vì đối phương, dù sao rất thích đối phương. À, ra vậy, tôi có chút hiểu rồi. Hạ Lộ gật đầu nói, sau đó đột nhiên nói, vậy tôi có thể thích cậu hay không? Dương Bách Xuyên nghe xong, cả người đều chấn động, nuốt nước bọt, trong đầu xuất hiện hình ảnh chính mình và một con cá lên giường. Cả người nổi đầy da gà, vội vàng nói, không được, cô không thể thích tôi. Vì sao, cậu nói tôi là cái cậu là đực, đực cái giống như nam nữ, hai người có thể kết hợp mà. Trong giọng nói của Hạ Lộ tràn đầy khó hiểu. Con mẹ nó tôi là người, cô là cá, sao có thể? Dương Bách Xuyên buột miệng thốt lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được mình nói sai, hình như những lời này sẽ làm người khác buồn, không đúng, là làm cá buồn. Quả nhiên, anh cảm thấy thân thể của Hạ Lộ hơi run. Mặc dù cô che mặt nhưng có lẽ sắc mặt rất khó coi. Nửa ngày sau, Hạ Lộ mới chậm rãi nói, thật ra tôi hiểu rõ, nhân yêu khác nhau. Dương Bách Xuyên có chút xấu hổ, khụ khụ hai tiếng, nói cái đó, ý của tôi là chúng ta có thể trở thành bạn tốt cũng có thể trả giá vì nhau. Thật hả?
tất nhiên là thật. Tôi phải làm bạn cả đời của cậu. Ừ, cô vui là được. Chấm, chấm chấm. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất áp lực khi nói chuyện với Hạ Lộ, dù sao không dám nói chuyện về đề tài nam nữ nữa. Mặc dù cô có khuôn mặt nhân loại tuyệt mỹ, nhưng nhớ đến đám vảy màu vàng lấp lánh trên cổ cô, Dương Bách Xuyên lại lạnh run người. Hai người tôi một câu cô một câu nói chuyện phiếm, đi vào rừng rậm phía đông sơn cốc. Dựa theo lời của sư phụ, đi theo chiều ngược kim đồng hồ sẽ đến hướng tây. Sau khi đi xuyên qua bụi gai, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gầm rung trời. Rào. Cành lá cây cổ thụ giống như bị gió bão thổi quét qua. Mang tai của Dương Bách Xuyên đau đớn, sắc mặt biến đổi, anh nhìn về phía trước, không nhịn được kinh hô con mẹ nó yêu thú. Cách hai người 20 mét xuất hiện một con gấu chó đứng thẳng, hai mắt đỏ rực, cực kỳ yêu dị. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự dao động cường đại của linh khí từ trên người con gấu chó kia, chắc chắn đây là yêu tu, còn là yêu thú đã sinh ra linh trí. Gấu chó trước mắt chính là một con gấu chó bình thường, không có huyết mạch giống như chồn nhỏ và hầu đậu đậu. Có thể mở linh trí có lẽ vì linh khí trời đất ở nơi này mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, sống đủ lâu nên thành tinh. Nhưng không phải linh thú, giữa linh thú và yêu thú chỉ kém một chữ linh nhưng khác nhau rất lớn. Linh thú có linh tính, mắt thường có thể nhìn được, cũng có thể cảm nhận được. Giống như chồn nhỏ, liếc mắt có thể nhìn ra vô cùng có linh tính. Còn yêu thú là thú vật bình thường mở ra linh trí dưới sự rửa sạch của linh khí trời đất, hoặc cắn nuốt kinh dược, thiên tài địa bảo trong một thời gian dài. Phun ra nuốt vào tinh hoa của trời đất, trong cơ thể hình thành yêu khí, biến to, trở nên mạnh mẽ. Còn linh thú, nói trắng ra là trời sinh có linh khí. Cho dù không cắn nuốt thiên tài địa bảo, nhưng theo thời gian sẽ tự động mở ra linh trí. Dương Bách Xuyên cũng hiểu biết một ít về sự cường đại của yêu thú qua truyền thừa của sư phụ Vân Thiên Tà, có thể nói cực kỳ hung mãnh khủng bố. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn ngăn cách, khác biệt với thế nhân, có núi có thủy có rừng rậm, linh khí trời đất dày đặc, ở chỗ này có thể sinh ra yêu thú cũng không có gì kỳ quái. Từ hơi thở có thể cảm giác được huyết khí tận trời của con gấu yêu này. Thật sự đã vượt qua phạm vi dã thú. Lên cây trốn tạm, thực lực của yêu thú nơi này có thể sánh với bẩm sinh, thậm chí hơn. Nơi này từng xuất hiện một con hổ giết chết võ cổ giả bẩm sinh tầng 2, không thể cậy mạnh đối chiến. Thanh của Hạ Lộ vang lên bên tai của Dương Bách Xuyên. Nhìn gấu yêu đen nhanh khát máu, Dương Bách Xuyên cảm thấy Hạ Lộ nói rất đúng. Lập tức hai người nhảy lên một gốc cây đại thụ có đường kính nửa thước. Sau khi bọn họ lên cây, gấu yêu trừng mắt giống giận, rào. Gầm lên giận dữ, Dương Bách Xuyên thấy được trong miệng của gấu yêu phát ra lực khí, trong lòng có chút không yên tâm, không lẽ nó sẽ leo lên cây. Ngay sau đó, gấu chó động, thân thể nằm sấp xuống, tứ chi đập xuống mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất rung chấn. Tiếp theo con gấu chó này thả người về phía trước, nhảy lên cao 3 mét. Thả người nhảy hai cái đã nhảy đến phía dưới Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ. Cảnh tượng này làm Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi. Lại thấy con xúc sinh này va chạm mạnh vào đại thụ. Ầm ầm, toàn bộ đại thụ đong đưa kịch liệt, lá cây bay xuống như hoa tuyết vì sự va chạm của con gấu chó này. Thậm chí một vài cành cây thô tráng như cánh tay cũng phát ra tiếng gãy nứt, nháy mắt rơi xuống mặt đất. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ vô ý, rơi thẳng từ trên cây xuống. Trời ạ, con xúc sinh này quá hiếu thắng nhìn gấu chó giống giận phía dưới, Dương Bách Xuyên tự nói. Lại là một cú va chạm. Đại thụ có đường kính nửa thước phát ra âm thanh rắc rắc, vậy mà sắp gãy. Nhanh nhảy Dương Bách Xuyên nói với Hạ Lộ, cùng nhau nhảy xuống. Lúc này, thân thể thô tráng như thùng phi của con gấu chó này lại không hề chậm, ngược lại cực kỳ linh hoạt nhanh nhạy, mạnh mẽ lao đến chỗ Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ. Xúc sinh. Trốn rồi còn không buông tha chúng ta, xem trưởng. Nói xong Dương Bách Xuyên tung ra một trưởng với con gấu chó đang nhào đến. Growl. Một trưởng chân khí đâm thẳng vào người con gấu chó, làm cho gấu chó ngã xuống đất, phát ra tiếng gào rú. Xem tao có đập chết mày hay không, Dương Bách Xuyên nói thầm, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào, còn không phải bị một trưởng của mình đập ngã xuống đất. Vừa dứt lời, anh biết mình sai rồi, con gấu chó này quá điên rồ. Một kích rung trời của anh có thể đánh chết 4 tên võ cổ giả ám kình tầng 9,
nhưng một chưởng này đập vào trên người con gấu chó này không có hiệu quả mấy. Bởi vì ngay lập tức con gấu chó này đã đứng lên, gào rú kêu to, lông tóc toàn thân chổng ngược. Một chưởng đánh qua hoàn toàn giống như cào ngứa, không có hiệu quả gì, con gấu chó lại nhào đến. Growl. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nó có thể nhảy xa mười mấy mét, cao 3 mét, thật sự khủng bố. Dương Bách Xuyên vừa ngây người nó đã nhảy đến đỉnh đầu anh. Tao không tin không đánh chết được một con súc sinh như mày. Sau khi nói xong, lại ngưng tụ chân khí lần thứ hai, tung ra một chưởng, chưởng khai thiên. Chân khí của Dương Bách Xuyên hóa thành chưởng, tổng cộng 3 chưởng, chưởng sau lợi hại hơn chưởng trước, chưởng khai thiên là chưởng thứ hai. Không ngờ chưởng thứ hai này vừa lao đi, lại cảm giác được yêu khí cường đại tản ra từ trên người con gấu trí, lực lượng của nó cũng tăng lên. Lần này chưởng khai thiên không đánh trúng gấu chó khi nó nhảy lên trên không trung, chỉ sau một tiếng gầm, chưởng khai thiên đã hóa thành vô hình. Gấu chó lấy tốc độ nhanh như chớp xông đến, trực tiếp đập vào trên đầu Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên bị dọa chết khiếp. Cũng may có Hạ Lộ đứng sau ra tay. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Leng keng. Khóe mắt liếc thấy tia lửa văng khắp nơi. Growl. Gấu chó ăn đau, gào lên, thân thể khổng lồ không tự chủ được nghiêng sang một bên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn thấy, không biết từ lúc nào trên tay của Hạ Lộ xuất hiện một thanh kiếm mềm, đứng sóng vai với anh. Gấu chó đứng chổng ngược cách 3 mét, lông tóc không hao tổn gì, nhìn chằm chằm hai chân. Chân trước của nó có một vết thương đang chảy máu, nhưng nhìn qua chỉ rách ra, miệng vết thương không quá sâu. Lúc này Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, anh biết Hạ Lộ là bẩm sinh tầng 2, vậy mà một kiếm của cô không thể chặt bỏ được chân của gấu chó, chỉ tạo ra được một miệng vết thương không quá sâu. Rốt cuộc con súc sinh này mạnh đến mức nào? Dương Bách Xuyên không nhịn được nói. Chúng ta cùng nhau liên thủ, đừng mất cảnh giác. Tôi có thể cảm nhận được yêu lực trong cơ thể con gấu chó này rất cường đại, hơi thở không hề yếu hơn tôi. Hạ Lộ ngưng trọng nói. Dương Bách Xuyên ngơ ngác gật đầu, lúc đầu anh có chút coi thường, dưới cái nhìn của anh, đây chỉ là một con gấu chó mà thôi. Bây giờ không dám nghĩ như vậy, trước mắt chính là một con gấu chó, nhưng nó đã sống không biết bao nhiêu năm. Cắn nuốt tinh hoa trời đất mở ra linh trí, cùng với ăn rất nhiều linh dược mỗi năm. Có lẽ sau khi bị một kiếm của Hạ Lộ đâm trúng, có chút kiêng kỵ, lúc này gấu yêu không sốt ruột nhào lên, cong một hai chân trước thô tráng, hai mắt đỏ rực tỏa định hai người. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thấy rõ móng vuốt sắc bén của con súc sinh này. Năm móng tay đen nhánh, mỗi một cái dài 7-8 tấc, nhìn qua rất khủng bố, có lẽ độ sắc bén và cứng rắn không kém đao kiếm là bao. Đúng lúc này, âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu của Dương Bách Xuyên. Nhược điểm của nó là hai mắt, đánh vào chỗ khác không có hiệu quả mấy, có thể giết thì giết. Yêu thú mở linh trí không thường thấy trong thế giới này, da lông tinh huyết đều là tài liệu luyện chế phù chú, mật gấu có thể luyện đan, còn có thể dùng để luyện chế đan trúc cơ, hiệu quả sẽ rất tốt. Sư phụ, chân hỏa có thể đốt cháy con gấu yêu này không? Dương Bách Xuyên hỏi. Có thể dùng chân hỏa, nhưng sẽ không còn da gấu, hiếm lắm mới gặp được một con yêu thú mở linh trí. Tên phá của như con lại đốt cháy. Đừng dùng chân hỏa, dù sao yêu tu ngu dốt, chỉ biết cậy mạnh, có người cá trợ giúp, vừa lúc có thể thay nhau ra tay, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật, kinh nghiệm chiến đấu của con thật sự cặn bã. Sư phụ Vân Thiên Tà không cho dùng chân hỏa, trực tiếp làm Dương Bách Xuyên cứng đối cứng chém giết, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Được rồi, mình không tin không giết được một con gấu. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng rất muốn lột da gấu. Bởi vì lần trước sử dụng thần phù ma hóa Lý Lương Sơn, thật sự rất sướng. Nhưng chị em nhà họ Lục muốn luyện chế phù chú phải cần tài liệu, bây giờ trong mắt của Dương Bách Xuyên, con gấu này biến thành phù chú. Có Hạ Lộ bên cạnh, Dương Bách Xuyên cũng có tin tưởng, Hạ Lộ chính là bẩm sinh tầng 2. Hạ Lộ, điểm yếu của gấu yêu ở hai mắt, tôi thu hút sự chú ý của nó, cô tìm cơ hội chọc thủng mắt nó. Dương Bách Xuyên nói điểm yếu của gấu yêu cho Hạ Lộ. Để tôi thu hút sự chú ý của nó cho, cậu dùng kiếm đâm vào điểm chết của nó đi. Nói xong, Hạ Lộ đưa một thanh kiếm mềm cho Dương Bách Xuyên. Chủ nghĩa đàn ông của Dương Bách Xuyên lại tái phát, anh chính là đàn ông. Để tôi, mặc dù con súc sinh này cường đại, nhưng cũng chỉ là gấu, không linh hoạt như con người, hơn nữa tôi cũng muốn luyện tập,
Growl. Còn chưa nói xong, gấu yêu đã nhào lên. Chân khí hóa hình, trưởng liệt thiên. Dương Bách Xuyên tung ra một trưởng. Ầm đùng. Growl growl growl. Trưởng liệt thiên cũng coi như là chiêu lợi hại nhất Dương Bách Xuyên có thể tung ra, đánh vào gấu chó làm nó ăn đau, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của nó ra xa 3 mét. Lúc này Hạ Lộ ra tay, bước lên một bước. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một kiếm của Hạ Lộ trực tiếp đâm thẳng vào hai mắt của gấu yêu. Growl growl growl. Một đòn này đánh trúng, đâm vào mắt của gấu yêu, nhưng gấu yêu ăn đau phát cuồng, vung móng vuốt đập thẳng vào người của Hạ Lộ. Hạ Lộ kêu rên bay ngược ra ngoài, Dương Bách Xuyên thấy gấu yêu chưa chết, nhảy lên nắm chặt tay, vận chuyển chân khí còn thừa không nhiều trong cơ thể vào nắm tay, một quyền đâm thẳng vào thanh kiếm mềm đang ở trong mắt của con gấu yêu. Phụt. Growl. Cuối cùng gấu yêu cũng ngã xuống đất trong tiếng gào giống, bởi vì một quyền của Dương Bách Xuyên trực tiếp đem chuôi kiếm của Hạ Lộ đâm xuyên qua đầu gấu yêu. Nhìn gấu chó ngã xuống, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, châm khí trong cơ thể hao hết, cơ thể vô lực, ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc này, đột nhiên Hạ Lộ hô to, cẩn thận. Theo bản năng Dương Bách Xuyên quay cuồng thân thể, nhìn thấy Đinh Dương đánh lén, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Có Hạ Lộ nhắc nhở Dương Bách Xuyên đổi kế phản ứng nhanh, lúc này cơ thể lập tức quay cuồng, nhưng cuối cùng vẫn tránh thoát chỗ hiểm lại không tránh được phần lưng. Đinh Dương, ông dám! Hạ Lộ tức giận vọt tới. Đụng, có dám hay không thì một trưởng của Đinh Dương cũng đánh vào lưng Dương Bách Xuyên rồi. Phụt! Dương Bách Xuyên lập tức phun ra một ngụm máu, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Ha ha ha! Lão phu suýt chút nữa đã bị thằng nhóc cậu đùa đến chết, lúc này đánh kẻ xa cơ là một lựa chọn tốt nhất, còn có Đàm chủ chủ. Không ngờ lại giống ta một giọng của phụ nữ, thật là bất ngờ nha, tôi vẫn cho rằng Đàm chủ của thần Long Đàm là một ông già, không nghĩ tới lại là phụ nữ, thật thú vị ha ha. Ninh Dương không kiêng nể gì mà điên cuồng cười, trước đó ông ta nghe được tiếng yêu tu giống giận nên bị hấp dẫn lại đây, không ngờ lại thấy được Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đang chiến đấu với gấu yêu. Ông ta lập tức âm thầm núp ở một góc chờ thời cơ ra tay. Nghĩ cái gì thì cái đó đến, chuyện nghĩ thầm đã thành sự thật, Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đều chịu thất bại, lúc này ông ta bắt lấy cơ hội lập tức đến đánh lén Dương Bách Xuyên. Lúc này vết thương của Đinh Dương đã được điều trị khỏi, nhìn khóe miệng Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đều chảy máu, ông ta bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Đinh Dương tận mắt nhìn thấy Hạ Lộ bị yêu tu đánh bay đến nỗi bị thương. Thấy sức lực của Dương Bách Xuyên đã không chống đỡ nổi, lúc này nhảy ra cho Dương Bách Xuyên một trường. Tuy rằng không có chí mạng, nhưng sau lưng đã in một trường thật mạnh, Đinh Dương tin Dương Bách Xuyên đừng mong sống dễ chịu. Giờ phút này, ông ta tràn đầy niềm tin, ông ta không chắc chắn giết được Hạ Lộ, thế nhưng vẫn chắc chắn có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Ở đây cũng không có trùng độc để anh sử dụng. Hạ Lộ từ đằng xa chạy tới cứu Dương Bách Xuyên. Đinh Dương nhìn thấy sau đó chỉ cười lạnh, trước khi Hạ Lộ chạy tới, ông ta đã đánh Dương Bách Xuyên đến hộc máu, chuẩn bị đưa lên Tây Thiên. Sau khi một trường thuận lợi khiến Dương Bách Xuyên hộc máu, Đinh Dương vừa cười điên cuồng, trên bàn tay vừa tranh thủ từ từ tích tụ chân nguyên, đuổi theo Dương Bách Xuyên lại đánh ra một trường. Đinh Dương tin tưởng một đòn này cũng đủ để cho Dương Bách Xuyên quy tiên, Dương Bách Xuyên hiện tại ở trong mắt ông ta đã bị thương nặng, chỉ là một con cừu non chờ làm thịt. Về phần Dương Bách Xuyên, sau khi bị Đinh Dương đánh một trường, quả thật trong cơ thể đã bị đảo lộn, nhưng tuyệt đối không thảm như Đinh Dương nghĩ. Không như ý đâu, Dương Bách Xuyên đã từng tu luyện càn khôn tôi thể quyết, cơ thể mạnh mẽ cũng không phải để trưng bày, một trường của Đinh Dương đánh vào lưng anh có thể mất đi không ít sức mạnh, mặc dù miệng phun máu nhưng ở trong vẫn chịu đựng được. Hơn nữa, ngay lúc cơ thể quay cuồng, Dương Bách Xuyên đã lập tức lấy từ không gian bình càn khôn ra một giọt nước sinh mệnh và nuốt xuống. Nước sinh mệnh này chính là thần dược trị thương, giúp anh có thể khôi phục trọng thương ngay tức thì. Hơn nữa sức mạnh sinh cơ mạnh mẽ có thể sử dụng ở trong cơ thể, nước sinh mệnh thần kỳ cũng có thể nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Mắt thấy Đinh Dương đuổi theo định đánh tới một trường nữa, Dương Bách Xuyên biết không trông cậy vào Hạ Lộ, khoảng cách giữa anh với Hạ Lộ hơi xa. Chờ cô chạy tới. Đinh Dương đã có thể đánh mình thành thịt nát xương tan rồi. Cho nên, hai tay Dương Bách Xuyên siết chặt, ánh mắt nổi lên sát khí, cơ thể nhảy lên. Chạy tới chỗ Đinh Dương, đồng thời ở đáy lòng giống to, ông già, giúp con.
Đối phương bây giờ là Đinh Dương, Dương Bách Xuyên biết chỉ có sư phụ Vân Thiên Tà mới có thể giúp anh. Tại nơi quỷ dị này, anh không thể sử dụng linh thức, nhưng có một sư phụ châu bò ở đây, hơn nữa cái sư phụ sử dụng chính là sức mạnh thần hồn. Cho dù ở đây có quỷ dị, nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng không làm khó được sư phụ. Nếu có thể, anh sẽ không để cho sư phụ ra tay, bởi vì anh biết thần hồn của sư phụ Vân Thiên Tà không trọn vẹn, bảo ông ra tay hỗ trợ sẽ làm hao tổn sức mạnh thần hồn vốn đã suy yếu của ông. Nhưng bây giờ, đối mặt với cuộc khủng hoảng sống chết, anh không thể không mời sư phụ Vân Thiên Tà ra tay. Thằng nhóc thúi, kiếp trước vì sư nợ con à, con đang muốn cho ta ngủ sai rồi lấy đi cái mạng già này của ta ư. Sư phụ Vân Thiên Tà đang chửi rủa, nhưng cũng ra tay. Dương Bách Xuyên cảm giác được cánh tay trái của mình có một luồng nhiệt nóng truyền đến từ trên hoa văn bình càn khôn, một giây sau lại nhìn thấy cơ thể của Đinh Dương đang phi nhào bỗng run rẩy, ánh mắt lập tức mơ màng trống rỗng. Chính là thời khắc này. Dương Bách Xuyên biết sư phụ đã ra tay với Đinh Dương, lúc này anh đã dùng một quyền đánh vào đầu Đinh Dương. Còn Đinh Dương thì sao? Ở một phút trước, ông ta vẫn có vẻ mặt đắc ý. Lúc đánh được Dương Bách Xuyên một chưởng trong lòng cũng vui sướng không thôi, trong đầu còn hiện lên cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị một chưởng của mình đánh đến thịt nát xương tan. Nhưng ngay sau đó ông ta lại cảm thấy từ trên người Dương Bách Xuyên truyền đến một cảm giác chèn ép làm ông ta hít thở không thông, đầu óc lập tức mơ hồ, ý thức cũng hơi hỗn loạn. Đáy lòng Đinh Dương cũng biết có gì đó không đúng, vội vàng nghĩ cách, dứt khoát cắn nát đầu lưỡi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng lúc này mới phát hiện đã muộn rồi. Nắm tay của Dương Bách Xuyên đã dùng hết sức lực đập xuống đầu ông ta. Trong phút chốc, Đinh Dương mất hồn mất vía, đáng tiếc cơ thể dường như mất đi khống chế, không thể nhúc nhích được, nhận lấy một quyền của Dương Bách Xuyên nện xuống. Đinh Dương hoảng sợ nói, cậu không thể giết tôi là em trai của tông chủ thần tông đấy. Hôm nay ông có là thiên vương lão tử, tôi cũng giết không tha. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, một quyền không chút do dự đánh vào đầu Đinh Dương. Một tiếng vang nặng nề, đầu Đinh Dương trực tiếp nổ tung, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt biến thành một thi thể không đầu, ngã xuống đất. Lúc này Hạ Lộ mới khó khăn lắm chạy tới, ngực cô phập phồng không thôi, hiển nhiên là lo lắng sợ Dương Bách Xuyên suýt nữa đã bị Đinh Dương giết chết. Hạ Lộ nghĩ không ra, rõ ràng Dương Bách Xuyên bị thương, làm sao có thể giết được Đinh Dương. Trong lòng cô càng rõ ràng, mặc dù thực lực của Dương Bách Xuyên không kém, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng muốn chống lại Đinh Dương vẫn có chênh lệch rất lớn, huống chi anh còn đang bị thương. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô còn tận mắt chứng kiến Đinh Dương bị Dương Bách Xuyên dùng một quyền giết chết, ngẫm lại hình ảnh vừa rồi, dường như là Đinh Dương bị cố định cơ thể, đưa lên để cho Dương Bách Xuyên giết chết, vô cùng quỷ dị. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng Hạ Lộ không phải người hay nhiều chuyện nên không truy vấn, chỉ nói cậu không sao chứ. Không sao đâu, cô thế nào rồi? Dương Bách Xuyên nhìn thấy khóe miệng Hạ Lộ có vết máu nên hỏi, trước đó Hạ Lộ cũng móng vuốt rắn chắc của gấu yêu đánh trúng. Một đòn của gấu yêu có thể so với tiên thiên, chắc chắn không dễ chịu. Hạ Lộ lắc đầu nói, không quan trọng, tu dưỡng một thời gian sẽ không có việc gì nữa. Thật ra cô bị thương vẫn không nhẹ. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, rồi nói với Hạ Lộ cô có tin tôi không? Hạ Lộ hơi ngẩn người, không hề do dự mà nói, đương nhiên tin cậu rồi. Được, nếu cô tin tôi thì mở miệng ra, tôi cho cô một thứ trị thương, nhưng cô phải thề tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết thứ tôi đưa cho cô. Dương Bách Xuyên nhìn Hạ Lộ rất nghiêm túc trịnh trọng. Loài người các cậu có lời thề, yêu tộc tôi cũng có, cậu yên tâm đi, tôi thề sẽ không nói ra. Cậu là bạn bè của tôi mà. Hạ Lộ nghiêm túc nói, sau đó tháo khăn che mặt ra. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp lộ ra, làm cho Dương Bách Xuyên không dám nhìn thẳng. Anh chỉ nuốt nước bọt nói, há miệng. Hạ Lộ nghe vậy thì há miệng ra. Lúc này ngón tay Dương Bách Xuyên búng ra, búng một giọt nước sinh mệnh vào trong miệng Hạ Lộ. Đối với nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên thấy nó quan trọng hơn bất kỳ đan dược nào gấp vạn lần. Nước sinh mệnh là sản phẩm xuất hiện từ bình càn khôn, theo như sư phụ nói, là sinh mạng của ông, vô cùng quan trọng. Mà sự thật chứng minh, nước sinh mệnh thật sự vô cùng thần kỳ, chưa nói đến công hiệu sau khi khôi phục thương thế,
chỉ nói đến lần trước cho Hầu Đậu Đậu một giọt, không chỉ khôi phục thương thế của nó mà còn đưa Hầu Đậu Đậu tiến vào trạng thái tiến hóa huyết mạch. Cho nên Dương Bách Xuyên suy đoán, nước sinh mệnh đối với linh thú hoặc là các loại linh trưởng hẳn là có tác dụng tiến hóa huyết mạch. Hạ Lộ là người cá, cũng có thể xem như cấp bậc linh thú, chẳng qua cô đã tồn tại ở dạng nửa người nửa thú. Cho cô một giọt nước sinh mệnh là vì trợ giúp cô trị thương, nhưng không chừng nước sinh mệnh còn có thể làm cho huyết mạch của cô tiến hóa. Dương Bách Xuyên không thể không nghiêm túc, việc cho Hạ Lộ dùng nước sinh mệnh thật ra hơi mạo hiểm, nhưng anh cũng tin tưởng Hạ Lộ. Ngộ nhỡ nước sinh mệnh cũng có công dụng tiến hóa huyết mạch đối với Hạ Lộ, nếu như bị người ta biết được, đối với Dương Bách Xuyên chính là tai họa ngập đầu. Thế giới này có trồn, có Hầu Đậu Đậu, có gấu yêu, còn có người cá nửa người nửa thú như Hạ Lộ, chẳng lẽ không có linh thú yêu tộc khác sao? Câu trả lời nhất định là vẫn có. Nếu bị yêu tộc khác biết trong tay anh có nước sinh mệnh có thể tiến hóa huyết mạch, có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì. Thận trọng là điều rất cần thiết, quan trọng nhất là Hạ Lộ coi anh là bạn bè, Dương Bách Xuyên đương nhiên cũng sẽ coi cô là bạn bè, thậm chí sẽ tốt hơn, bỏ ra nước sinh mệnh chính là bằng chứng hữu nghị của Dương Bách Xuyên đối với Hạ Lộ. Mà sau khi Hạ Lộ mở miệng ra, chỉ cảm giác ngón tay Dương Bách Xuyên búng một giọt nước vào trong miệng cô, trong lòng nếu đã tin tưởng Dương Bách Xuyên, Hạ Lộ dứt khoát nuốt giọt nước này vào. Nhưng ngay sau đó sắc mặt cô thay đổi, nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng thét thống khổ, a. Hạ Lộ hét lớn cũng khiến Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng hỏi, sao? Có chuyện gì vậy, có chỗ nào khó chịu sao? A hư, Hạ Lộ không nói ra lời, chỉ càng kêu càng thảm thiết, trên mặt lập tức nổi lên đầy tơ máu, lập tức đột nhiên vọt vào rừng rậm. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn, anh bị Hạ Lộ dọa sợ, mà hơn hết là tự mình dọa mình. Thầm nghĩ lẽ nào nước sinh mệnh không phù hợp với Hạ Lộ. Nếu vậy thì đúng là có lòng tốt mà lại gây ra chuyện xấu, nếu Hạ Lộ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ áy náy cả đời. Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Hạ Lộ ở phía trước đã hóa thành bóng mờ biến mất trong rừng rậm. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu, chỉ có thể quan sát động tĩnh của cây cối ở những nơi cô ấy đi qua để đuổi theo. Anh không biết cô ấy muốn đi đâu, nhưng cứ dốc hết sức đuổi theo là được. Những nơi Hạ Lộ đi qua, trên những bụi cây thấp treo đầy quần áo của cô ấy, thậm chí có cả vết máu, chắc là do cô ấy quẹt phải để lại. Điều này khiến Dương Bách Xuyên càng lo lắng hơn, nếu biết trước thì anh sẽ không cho cô ấy uống nước sinh mệnh. Bây giờ thì hay rồi, xem ra nó chẳng những không giúp được cô ấy mà còn gây họa. Dương Bách Xuyên ôm lòng lo lắng, lao đi vun vút. Khoảng 10 phút sau, Hạ Lộ hoàn toàn mất tung mất tích. Trước mắt anh là một con sông nhỏ rộng hơn 10 mét. Nước sông trong veo xanh biếc, sâu hơn 1 mét. Dấu vết của Hạ Lộ đã biến mất, chứng tỏ cô ấy đã nhảy xuống sông. Cô ấy thuộc tộc cá rồng, vốn là thủy tộc, khả năng nhảy xuống sông rất cao. Dương Bách Xuyên tìm kiếm dọc bờ sông. Sau khi đi được hơn 10 mét men theo con sông, anh phát hiện thấy một hồ nước xoáy rất lớn, sâu không thấy đáy. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy chiếc vảy vàng ở đây. Không cần nghĩ cũng biết rất có thể là Hạ Lộ đã vào trong hồ nước sâu này. Dương Bách Xuyên quan sát trên bờ vài phút mà không phát hiện thấy tung tích của Hạ Lộ, anh lập tức quyết định xuống nước xem thử. Trạng thái của Hạ Lộ vô cùng bất ổn, anh rất lo lắng. Ngoài vị đạo sĩ đã cứu giúp và nuôi nhận mình, người cá coi anh là người bạn duy nhất trong đời. Vậy mà anh lại hại người ta. Ý nghĩ này khiến Dương Bách Xuyên rất bất an. Dù thế nào đi chăng nữa anh nhất định phải tìm được cô ấy. Tóm! Dương Bách Xuyên nhảy vào hồ nước. Nước hồ mát lạnh, sâu không thấy đáy, Dương Bách Xuyên tiếp tục lặn xuống đáy nước. Anh vừa bơi vừa xem xét, nhưng không thấy có gì bất thường. Trong hồ nước sâu thỉnh thoảng có vài con cá bình thường vội vàng lướt qua. Không biết hồ nước này sâu bao nhiêu, nói chung là với thị lực của Dương Bách Xuyên, anh không nhìn thấy độ sâu của nó. Anh đoán chắc là sâu vài trăm mét. Nhìn từ bên ngoài thì đường kính của hồ nước khoảng 4-50 mét, nhưng sau khi xuống nước lại phát hiện càng lặn xuống thì diện tích đáy càng lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm mét, hơn nữa càng lúc càng to. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy bóng dáng của người cá Hạ Lộ. Đáy hồ rất lớn, anh chỉ có thể tiếp tục bơi xuống tìm người.
Một lúc sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy dưới đáy hồ ngày càng có nhiều loại cá, điều này không có gì lạ. Nhưng điều kỳ lạ là Dương Bách Xuyên phát hiện thấy cá ở chỗ nước sâu tụ tập thành đàn, hình như đều bơi về một hướng. Hơn nữa có rất nhiều loại cá với hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau, lên tới 64 loại. Tất cả đều tập trung lại một chỗ, cùng bơi về một hướng. Chuyện này rất khả nghi. Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra. Anh đi theo đàn cá. Hành động bất thường của đàn cá không phải ngẫu nhiên, nhất định là phía trước có thứ gì đó thu hút chúng. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng thứ thu hút này rất có thể là người cá hạ lộ. Quả nhiên sau khi Dương Bách Xuyên bơi theo đàn cá khoảng hơn 10 phút, phạm vi hơn 30 mét phía trước có một quầng sáng màu vàng lóe lên, chói mắt hệt như mặt trời dưới đáy nước, soi sáng cả hồ nước sâu. Khi tới gần, Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. Chỉ thấy vô số đàn cá tạo thành một vòng tròn khổng lồ có đường kính hơn 30 mét, nguồn sáng màu vàng lấp lánh kia nằm ở trung tâm. Bởi vì bầy cá tự động bơi quanh quầng sáng màu vàng, cộng thêm ánh sáng chói mắt, cho nên Dương Bách Xuyên không thể nhìn rõ thứ gì phát ra ánh sáng vàng. Anh chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Thoạt nhìn cảnh tượng này giống như hàng nghìn hàng vạn đàn cá hành hương về quầng sáng vàng kia. Nhìn từ xa quả là bữa tiệc thị giác. Dương Bách Xuyên không tiến lại quá gần, mà dừng lại quan sát ở khoảng cách hơn 1 mét. Đây là nơi gần với đáy hồ. Không gian nơi này có đường kính lên tới mấy nghìn mét, tựa như một thế giới dưới đáy nước, có vô số loài cá. Bầy cá tạo thành khối cầu khổng lồ ở phía trước, không ngừng có thêm các loài cá khác từ 4 phương 8 hướng gia nhập, làm cho khối cầu kia càng lớn hơn, bao vây quầng sáng vàng ở chính giữa. Giống như muôn nghìn con cá hành hương, lại càng giống như đang bảo vệ quầng sáng vàng tại trung tâm. Lúc này Dương Bách Xuyên đã đoán được phần nào. Có lẽ, ở trung tâm khối cầu khổng lồ do bầy cá tạo thành chính là người cá hạ lộ. Có điều quầng sáng vàng lấp lánh chói lóa, lại thêm bầy cá bơi qua bơi lại, cho nên anh không nhìn rõ, không thể chắc chắn. Rõ ràng là lúc này bầy cá và quầng sáng vàng kia xảy ra biến cố gì đó. Dương Bách Xuyên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian bất giác trôi qua 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thậm chí đến cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng không biết đã trôi qua bao lâu. May mà hiện tại tu vi của anh đã tăng, có thể nín thở trong nước chục ngày cũng không sao hết, nếu không thì anh chết đuối từ lâu rồi. Đột nhiên quầng sáng ở trung tâm bầy cá bỗng nổ tung, theo sau là tiếng growl như tiếng rồng gầm. Mặc dù ở dưới nước âm thanh này hơi trầm, nhưng rất rõ ràng. Dương Bách Xuyên chấn động tinh thần, quan sát thật kỹ. Lúc này anh nhìn thấy trung tâm bầy cá rốt cuộc cũng có biến hóa. Sau khi quầng sáng đột ngột nổ tung, ánh sáng dần phai mờ. Tốc độ bơi của bầy cá cũng chậm lại. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nhìn xuyên qua kẽ hở giữa những con cá đang bơi chậm chậm, cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ vốn có của quầng sáng vàng kia. Anh lập tức trợn to mắt. Suy đoán của anh không sai, ở trung tâm bầy cá là một con cá vàng dài hơn 1 mét. Sau khi ánh sáng vàng chói mắt biến mất, trên người con cá vàng bự này vẫn có ánh sáng lấp lánh. Giúp cho Dương Bách Xuyên nhìn rõ bản thể của nó. Toàn thân phủ đầy vảy, hai sợi râu dài hơn nửa mét chính là râu rồng. Điều quan trọng là trên đầu nó mọc hai nhúm thịt trông khá giống đầu rồng trong phim hoạt hình. Nó là cá rồng ư, là người cá hạ lộ sao? Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng. Anh chăm chú nhìn cá vàng không chớp mắt. Một giây sau, Dương Bách Xuyên chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Growl. Cá vàng phát ra tiếng thét dài, nghe như tiếng rồng gầm. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng tựa như ma thuật. Chỉ thấy cá vàng bự trong quầng sáng màu vàng xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đầu biến thành mặt người, chính là người cá hạ lộ. Sau đó từ cổ trở xuống đều biến hóa giống như rắn lột xác, nói đúng ra là người cá chóc vảy. Sau thời gian chưa đầy 10 hơi thở, một người cá trần như nhộng xuất hiện ở trung tâm bầy cá, lọt vào tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, trông như đứa trẻ đang ngủ say. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy máu mũi sắp trào ra. Lúc này, sau khi người cá hạ lộ lột xác, trên người trần trụi không có một mảnh vảy, da thịt như ngọc. Dương Bách Xuyên cảm thấy cô ấy được trời sinh đất dưỡng, là một tác phẩm nghệ thuật đẹp không sao tả xiết.
chỉ liếc nhìn một cái, mắt muốn mù luôn. Anh tự nhủ không được nhìn. Nhưng đôi mắt không nghe sai khiến, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Hạ Lộ. Anh không ngờ người cá sau khi chóc vảy lại có thân hình bốc lửa đến vậy. Vô số đàn cá tung tăng bơi quanh Hạ Lộ, đầu cá lắc lư như thể đang vái chào cô ấy. Khoảnh khắc này chính là cảnh tượng muôn cá hành hương. Sau đó, người cá Hạ Lộ bỗng mở mắt ra, khẽ mỉm cười với bầy cá. Nụ cười ấy suýt hút mất hồn phách của tên họ Dương nào đó. Trong lịch sử có câu mỹ nhân cười nghiêng thành để miêu tả gương mặt xinh đẹp của một người. Mà gương mặt xinh đẹp của người cá Hạ Lộ không thuộc về nhân gian, e là trên thiên cung cũng hiếm thấy. Nụ cười của cô ấy khiến linh hồn Dương Bách Xuyên run rẩy. Có lẽ Hạ Lộ cảm nhận được sự tồn tại của Dương Bách Xuyên, cô ấy xua tay với bầy cá, chúng lập tức bơi đi. Dương Bách Xuyên không dám nhìn thẳng vào đối phương, Hạ Lộ bơi đến chỗ anh, nở nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn cậu, Hạ Lộ nói với Dương Bách Xuyên sau khi bơi đến bên cạnh anh. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã hiểu ra nước sinh mệnh không làm hại Hạ Lộ, trái lại đã làm cho huyết mạch của cô ấy tiến hóa. Có lẽ cô ấy cảm ơn về điều này. Nhìn đối phương ở khoảng cách gần, trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch. Để tránh cho bản thân thất lễ, anh vội vàng chỉ lên mặt nước ý bảo Hạ Lộ lên trên rồi hãy nói. Sau đó Dương Bách Xuyên lập tức bơi lên mặt nước. Thật sự là anh không dám ở cạnh Hạ Lộ sau khi lột xác vì sợ mình sẽ phạm tội. Phạm tội cũng được thôi, nhưng điều quan trọng là cô ấy là một con cá. Hồ nước sâu mấy trăm mét, không lâu sau Dương Bách Xuyên đã bơi lên mặt nước. Sau khi lên bờ, anh vận chuyển chân khí hong khô bộ quần áo ướt sũng. Anh xoay người lại muốn nhìn xem người cá đã ra chưa, thế rồi giật nảy mình. Anh không phát hiện ra người ta đã đứng sau lưng mình. Lúc xoay người đột ngột đã đụng vào người đối phương. Một cảm giác như điện giật truyền tới. Thật ra cả hai người đều có cảm giác này. Dương Bách Xuyên ngượng ngùng, vội vàng buông tay, khụ khụ, tôi không cố ý. Người cá Hạ Lộ khẽ mỉm cười, sắc mặt ửng hồng, dịu dàng cất lời, lần này cảm ơn cậu. Nếu không có giọt nước kia của cậu thì tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể tiến hóa một lần. Bây giờ vảy đã biến mất toàn bộ. Từ nay về sau tôi có thể đi lại bình thường trên thế gian rồi. Giọng nói của Hạ Lộ đong đầy cảm kích. Cô ấy nói xong mà không thấy Dương Bách Xuyên đáp lời, bèn ngẩng đầu nhìn, tức thì trông thấy anh đang chảy máu mũi. Ôi chao cậu chảy máu mũi rồi, có phải là do lúc trước bị Đinh Dương đánh trọng thương không? Hạ Lộ ân cần hỏi han, còn bước tới lau máu mũi cho Dương Bách Xuyên. Hạ Lộ vừa cử động, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hoàn hồn. Anh đâu thể nói mình chảy máu mũi là vì cô ấy trần truồng đúng không? Quần áo của cô ấy đã bị cành cây xé rách, hiện tại cô ấy không mặc gì. Dương Bách Xuyên lập tức nói với Hạ Lộ, cô chờ chút, tôi tìm quần áo cho cô. Nói rồi anh đi tới đằng sau một cây to, lấy một bộ quần áo của mình trong bình càn khôn rồi đi ra đưa cho Hạ Lộ, bảo cô ấy mặc quần áo vào rồi nói tiếp. Cứ tiếp tục tình trạng này thì chưa biết chừng anh sẽ nổ tung mà chết. Dương Bách Xuyên không dám nhìn thêm, quay sang chỗ khác chờ Hạ Lộ mặc quần áo. Tôi mặc xong rồi. Giọng nói của Hạ Lộ vang lên sau lưng. Lúc này Dương Bách Xuyên mới quay đầu lại. Mặc dù Hạ Lộ đang mặc đồ nam, nhưng vẫn không giấu được khí chất tao nhã của cô ấy, trông cực kỳ hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc thì Dương Bách Xuyên cũng bớt lúng túng. Anh biết Hạ Lộ là cá yêu, không để ý vấn đề này như con người, vì vậy anh không nghĩ nhiều nữa. Anh hít sâu một hơi rồi mới hỏi, sau khi huyết mạch tiến hóa, có phải cô càng mạnh hơn không? Tu vi không tăng, nhưng trong đầu đã nhận được ký ức truyền thừa của tổ tiên. Đây là truyền thừa riêng của tộc cá rồng chúng tôi. Huyết mạch càng thuần thì càng nhận được nhiều ký ức truyền thừa. Hạ Lộ giải thích. Dương Bách Xuyên không gặng hỏi cặn kẽ vấn đề cô đã nhận được thiên phú thần thông gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, men theo đường cũ trở về nơi chém giết gấu yêu và Đinh Dương. Trong mắt Dương Bách Xuyên, xác gấu yêu chính là vật báu, anh định mang về rồi bảo chị em họ lục luyện chế phù chú. Sau khi đến nơi, Dương Bách Xuyên nói với Hạ Lộ, cô xử lý thi thể Đinh Dương, tôi xử lý xác gấu yêu. Thật ra là anh muốn cất xác gấu yêu vào không gian bình càn khôn, nhưng không muốn để cho Hạ Lộ phát hiện ra bí mật bình càn khôn. Hạ Lộ không nghĩ nhiều,
lập tức đi xử lý thi thể của Đinh Dương. Dương Bách Xuyên thì thu xác gấu yêu nặng mấy trăm cân vào bình càn khôn. Không lâu sau Hạ Lộ đã trở lại, tay cầm một chiếc túi thơm. Cô ấy nói với Dương Bách Xuyên, đây là tinh thạch tiên thiên trên người Đinh Dương, tổng cộng 3 viên. Cô lấy đi, Dương Bách Xuyên không nhận. Đây là chiến lợi phẩm của cậu, và lại hiện giờ tinh thạch tiên thiên không phải thứ cần thiết đối với tôi, nhưng lại có tác dụng rất lớn với võ cổ giả các cậu. Dứt lời cô ấy thẳng tay ném túi cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không khách sáo nữa, nhận lấy túi đựng 3 viên tinh thạch tiên thiên. Anh không hề cảm thấy tội lỗi khi giết Đinh Dương. Lão già này 5 lần 7 lượt hại anh, nếu không có sư phụ thì anh mất mạng từ lâu rồi. Hơn nữa giết Đinh Dương thì đan dược anh hứa với ông ta cũng xí xóa, còn hời thêm tinh thạch tiên thiên. Hiện tại Dương Bách Xuyên rất cần tinh thạch tiên thiên, mà nói chính xác hơn là linh thạch. Bởi vì việc cải tạo thôn ở quê sắp hoàn thành, anh quyết định rời trụ sở Vân Môn về quê. Đến lúc đó anh sẽ bày trận pháp, cần dùng rất nhiều linh thạch. Lần này ra ngoài, cộng với tiền đặt cọc nhận được và đan bồi nguyên đã bán, anh có khoảng 20 viên linh thạch. Nhưng anh đã hỏi sư phụ rồi, muốn bày một trận pháp vừa ý thì vẫn còn thiếu ít nhất một nửa linh thạch. Trời đã tối, hai người không định đi tiếp. Gấu yêu xuất hiện chứng tỏ nơi này có yêu thú mạnh tồn tại, vì vậy họ quyết định đợi đến bình minh mới đi tiếp. Anh vẫn sẽ đi theo tuyến đường mà sư phụ dặn dò hòng thử vận may, biết đâu có thể tìm được động phủ Vu Hàm thì đúng là cơ duyên lớn. Tính ra thì thời gian đã qua 4 ngày, còn 6 ngày nữa sẽ ra ngoài. Hạ Lộ tiến hóa huyết mạch dưới đáy nước mất hơn 3 ngày. Buổi tối Dương Bách Xuyên đốt đống lửa trò chuyện với Hạ Lộ, nói về gã Đinh Dương đã chết. Hạ Lộ có phần lo lắng, Đinh Dương là người của thần tông ngoại quốc. Ở Trung Quốc, thần tông bị coi là ma đạo tà đạo. Xét về thực lực và thế lực, thần tông không hề thua kém tông môn lâu đời của Trung Quốc. Mặc dù tôi chưa từng tới thần tông, nhưng theo thông tin mà thần Long Đàm thu thập được thì thần tông hẳn là có cao thủ tiên thiên tầng 5. Cậu giết Đinh Dương, sau khi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Đinh Dương là tiên thiên chứ không phải võ cổ giả bình thường, người của thần tông chắc chắn sẽ điều tra kẻ tình nghi. Nếu bọn họ nghi ngờ cậu, chưa biết chừng sẽ trả thù. À đúng rồi, nói đến trả thù thì cậu phải đề phòng tổ chức sát thủ Xương Hoa. Thế lực này là tổ chức quốc tế, nghe nói nó trải khắp toàn cầu. Có rất nhiều người cho rằng Xương Hoa là thế lực do võ cổ giả Trung Quốc thành lập, kỳ thực không phải như thế. Theo kết quả điều tra của thần Long Đàm trong những năm qua, thành viên nòng cốt Xương Hoa hẳn là dị năng giả phương Tây, hơn nữa còn là dị năng giả rất mạnh. Bọn họ chỉ thu nạp thế lực của một số tổ chức võ cổ giả Trung Quốc mà thôi. Có lẽ mục đích là khơi dậy sóng gió ở Trung Quốc. Những năm qua thần Long Đàm luôn cố gắng hết sức thu thập tin tức, điều tra thực lực của Xương Hoa tại Trung Quốc. Theo tôi biết thì băng nhóm bị cậu tiêu diệt ở Tây Bắc chỉ là một trong số đó mà thôi. Trong điều tra của thần Long Đàm, Xương Hoa có tới 5 băng nhóm ở Trung Quốc, bây giờ chỉ còn lại 4. 3 trong số 4 băng nhóm này đã bị thần Long Đàm khống chế, đến nay vẫn còn một cứ điểm ở Tây Tạng chưa tìm ra. Một khi tìm được, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt triệt để thế lực của Xương Hoa tại Trung Quốc. Hiện tại tôi chưa động vào bọn chúng bởi vì muốn điều tra cho ra tất cả băng nhóm và thành viên của Xương Hoa. Tin rằng cuối năm sẽ có tin tức. Đến lúc đó thần Long Đàm sẽ thu lưới. Nhưng trước mắt cậu vẫn phải chú ý. Trước khi tới đây, tôi nhận được tin dị năng giả cấp thiên rất mạnh của Xương Hoa đã tiến vào Trung Quốc, chắc là đến vì cậu. Cậu tiêu diệt băng nhóm Xương Hoa ở Tây Bắc, giết chết Liên Thành Hải Bằng của Xương Hoa ở Nam Quốc, chắc hẳn đã chọc giận tầng lớp lãnh đạo của Xương Hoa. Hạ Lộ nói xong, Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Anh không hề bất ngờ khi Hạ Lộ nắm rõ tình hình của anh. Thần Long Đàm là thế lực cấp trung của Trung Quốc, cô ấy muốn điều tra cái gì đều tra được hết. Hai người nói chuyện suốt một đêm, Dương Bách Xuyên hỏi được rất nhiều chuyện từ chỗ Hạ Lộ, cũng càng thêm khâm phục cô ấy, khâm phục sự hy sinh bảo vệ Trung Quốc của cô ấy. Thật ra sứ mệnh chân chính của thần Long Đàm là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong thế lực võ cổ giả. Mặt khác, đối tượng của thần Long Đàm là võ cổ giả và dị năng giả. Họ không nhúng tay vào chuyện của người bình thường trong thế tục. Trừ khi liên quan đến võ cổ giả thì thần Long Đàm mới tiếp quản. Dương Bách Xuyên cảm thấy trong sinh hoạt người cá Hạ Lộ giống như một tờ giấy trắng.
Nhưng một khi nói tới cuộc đọ sức giữa thần Long Đàm và võ cổ giả, cô ấy sẽ trở nên rất thông minh, phân tích chuẩn xác, nhìn xa trông rộng. Bất chi bất giác một đêm đã trôi qua cùng với cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi trời sáng, hai người xuất phát từ phía tây đi về phía nam. Hành trình một ngày rất thuận lợi, không gặp yêu thú. Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đi hết lộ trình mà sư phụ chỉ, tiến vào khu vực trung tâm từ hướng bắc. Sau khi vào khu vực trung tâm, Dương Bách Xuyên và người cá xinh đẹp đều cảm thấy nơi này khác biệt. Hạ Lộ cất lời, lạ thật, sao ở đây không có sương mù nữa nhỉ? Trước kia, dù bước vào khu vực trung tâm từ hướng nào đi chăng nữa cũng có sương mù bao phủ, sao bây giờ lại không có? Và lại ở đây vốn không có ngọn núi nào hết. Mặc dù đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đến đây, nhưng anh tin lời Hạ Lộ, lại càng tin tưởng sư phụ Vân Thiên Tà. Theo lời sư phụ thì mình cứ đi ngược chiều kim đồng hồ dọc theo dãy núi tới khu vực trung tâm, sau đó sẽ có cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Bây giờ xem ra đúng là như thế. Trước mặt hai người xuất hiện một ngọn núi nhỏ, thật ra trông giống một ngọn đồi to hơn. Vừa nãy Hạ Lộ nói khu vực trung tâm không có ngọn đồi này. Bây giờ lại có, chứng tỏ điều kỳ lạ nằm ở đây. Đến xem thử là được, hai mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng, dẫn đầu đi đến ngọn đồi. Khi anh bước đến chân đồi, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Ngọn đều biến mất, một cánh cửa xuất hiện, đằng sau cánh cửa là một ngọn núi, bậc thang nhìn không thấy điểm cuối kéo dài lên trên núi. Ảo cảnh và trận pháp, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, ở đây anh cảm nhận được sóng linh khí mạnh mẽ. Từ lúc đi tới nơi này, sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói có dấu vết của trận pháp, bây giờ xem ra không sai, còn là một ảo cảnh cường đại. Rõ ràng nhìn thấy một ngọn núi thật lớn, nhưng sau khi bước ra, ngọn núi lại biến mất không thấy, ngược lại xuất hiện một sơn môn và ngọn núi ở phía sau, đi vào phía sau lại là sương mù dày đặc bao phủ sơn môn, không nhìn thấy gì cả. Có trận pháp xuất hiện, có ảo trận xuất hiện, cũng đủ để nói rõ nơi này là trung tâm của đạo tràng Vu Hàm. Cũng cho thấy rõ nơi này có người từng tu chân. Ảo cảnh là chứng cứ tốt nhất. Chỉ có thủ đoạn của tu chân giả mới có thể bố trí ra trận pháp, võ cổ giả không bố trí được, cho dù là tiên thiên cũng không được. Lúc trước sư phụ đã nói qua, cổ vu cũng là tu chân giả, chẳng qua ở thời đại viễn cổ, luyện thể tu đạo. Hơn nữa cổ vu ở giới tu chân đã tuyệt tích. Mà nơi này là đạo tràng Vu Hàm, cũng chính là một di tích của nền văn minh tu chân. Vấn đề hiện tại là, bây giờ Dương Bách Xuyên không biết có phải anh vẫn đang ở trong ảo trận như cũ hay không. Anh cũng không có năng lực phân biệt ảo trận ở đâu. Lùi về phía sau, cũng không thể quay về được, nơi anh đang đứng là ở dưới chân ngọn núi, phía sau là rừng rậm cây cổ thụ chọc trời, phía trước là một tòa bạch ngọc sơn môn cao hơn 10 trượng. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng phân biệt được hoàn cảnh bây giờ là thật hay ảo. Giờ phút này sóng không gian phía sau rung chuyển lên. Bóng dáng Hạ Lộ giống như đi ra từ trong nước, trợn to hai mắt, rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hạ Lộ, cô đã từng thấy qua sơn môn và ngọn núi này chưa? Dương Bách Xuyên hỏi. Chưa bao giờ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, càng chưa từng nghe nói qua. Hạ Lộ chậm rãi mở miệng nói. Tuy nhìn không ra dấu vết trận pháp, nhưng cũng đã phân biệt ra, bây giờ là ảo hay thật, hỏi Hạ Lộ cũng không biết. Dương Bách Xuyên chỉ có thể cầu xin sư phụ Vân Thiên Tà, trong lòng thấp thỏm cũng không biết lúc trước sư phụ ra tay trấn áp Đinh Dương giúp anh, làm tiêu hao thần hồn nặng bao nhiêu. Có thể mãi mãi chìm vào giấc ngủ như lần trước không? Sư phụ! Ông già! Gọi hai tiếng ở trong lòng, hồi lâu cũng không có phản ứng. Ngay khi Dương Bách Xuyên cho rằng sư phụ đã thật sự rơi vào giấc ngủ say, chuẩn bị từ bỏ thì hy vọng quay lại. Chỉ nghe được giọng nói suy yếu của sư phụ Vân Thiên Tà, tên nhóc thối, khung cảnh bây giờ con đang nhìn thấy là cảnh thật, do lúc trước nhìn thấy núi nhỏ nên mới nghĩ là ảo giác. Nơi này thật sự là có trận pháp, thế nhưng vi sư cảm giác được uy lực của trận pháp này đã dầu tắt đèn khô, có lẽ trận pháp nơi này đã vận chuyển mấy vạn năm, đến bây giờ đã mất đi uy lực, nếu không con không có khả năng tiến vào dễ dàng như vậy. Lên xem thử, sơn môn kia có phải là nơi dị thường hay không? Nếu có thì dùng chân hỏa thiêu một chút, là trận pháp có thể phá vỡ, có lẽ nơi này đạo tràng của Vu Y trong miệng mấy người kia.
Vi sư có thể cảm giác được có khí tức độc đáo của luyện thể sĩ thượng cổ, con lên núi xem một chút, nếu như có cơ duyên tự tìm được, không có cơ duyên thì đừng miễn cưỡng, được rồi đừng quấy rầy ta, mỗi lần bị tên nhóc nhà con gọi ra sẽ không có chuyện tốt. Giọng nói oán giận của sư phụ biến mất trong lòng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nghe được câu sau của sư phụ liền yên tâm, dựa theo câu nói thì trên cơ bản trận pháp nơi này đã phế bỏ. Muốn nói cũng không phải là các loại sát trận, chỉ là một ảo cảnh mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng, Vu Hàm là Vu Y, y giả cổ kim đều có lòng nhân từ, hắn không thể nào làm ra cái sát trận gì đó cho đạo tràng của mình, nếu thật sự có sát trận thì là hại người, lòng dạ của y giả này sẽ là phản đạo. Làm một cái ảo trận chỉ là trông nhà mà thôi, hơn nữa nơi này coi như khe nứt bên ngoài núi là con đường thì cũng không phải ai cũng có thể tiến vào, đồng thời cũng có thể phòng ngự. Đi tới trước sau sơn môn, Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh ảo trận phát hiện có nơi đặc biệt. Trên hai cột đá ở sơn môn, bên trái và bên phải đều có 20 viên bạch ngọc khảm trên cột đá, mắt thường nhìn thì chính là bạch ngọc thạch bình thường. Thế nhưng trong cảm giác Dương Bách Xuyên lại phát hiện có linh khí dao động nhàn nhạt truyền đến. Dùng tay lấy ra một viên, nhéo một cái, răng rắc một tiếng, giống như bao bọc vỏ đá rơi xuống. Ngay lập tức bên trong lộ ra linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà linh khí bên trong đã hao hết, sau đó Dương Bách Xuyên tiện tay ấn một cái, linh thạch đã hóa thành bột phấn. Có lẽ đây là nền tảng của trận pháp. Dương Bách Xuyên cũng không có dùng chân hỏa thiêu đốt, đánh lần lượt từng quyền tới, 12 viên linh thạch được bọc trong bạch ngọc thạch liên lục bị nát bấy. Nhìn bột phấn đầy đất, Dương Bách Xuyên có hơi đáng tiếc, là linh thạch thượng phẩm đó ở tu chân giới cũng không phổ biến, có thể thấy linh khí bên trong cũng đã hao hết qua những năm tháng dài vô tận. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên đánh nát viên đá cột linh thạch cuối cùng, sương mù dày đặc bên ngoài sơn môn tản đi, cảnh tượng phát sinh biến hóa lớn, thấy được nơi anh và Hạ Lộ lúc tiến vào. Ảo trận vừa phá, bây giờ mới là bộ mặt vốn có, đứng ở nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn phía đều là núi, bao gồm cả ngọn núi bọn họ đi tới kia, ảo trận từ lúc ở đây, bốn phía nơi này đều là sương mù dày đặc, căn bản cũng không nhìn thấy địa phương xa xôi, bây giờ trận pháp bị phá bỏ có thể nhìn thấy hết vào mắt. Làm sao cậu biết trên cột đá có tinh thạch? Hạ Lộ tò mò hỏi Dương Bách Xuyên. Ha ha, bí mật chúng ta đi lên núi xem thử nào. Dương Bách Xuyên cười xoay người lên núi, về sự tồn tại của sư phụ, anh sẽ không trả lời cho bất kỳ kẻ nào, cho dù người thân nhất cũng không được. Một bậc thang rộng 3 mét kéo dài lên đỉnh núi, ngọn núi này có thể nói là ngọn núi duy nhất trong toàn bộ thung lũng khổng lồ, nằm ở khu vực trung tâm. Bởi vì ngọn núi này có huyễn trận bảo vệ, bốn phía đều không nhìn thấy. Nhưng hiện tại đã hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên tin rằng bốn người trường linh đạo trưởng khi nhìn thấy có lẽ sẽ chạy tới. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, chờ bọn họ nhìn thấy, anh và Hạ Lộ đã leo núi. Cả ngọn núi so với ngọn núi bốn phía sơn cốc cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ là 100 mét. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đi lên từng bậc thang, ước chừng nửa giờ sau, hai người leo lên một nhà mái bằng mấy trăm mét vuông. Hoặc nói nó càng giống một quảng trường nhỏ hơn. Ở trung tâm phía trước, là một căn nhà bằng cỏ ba gian, phía dưới là đá xây dựng. Kiến trúc này xuất hiện, làm cho Dương Bách Xuyên cho rằng anh đang đi tới một bộ viễn cổ. Nhưng trước mắt là căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian. Cảnh tượng này khiến cho Dương Bách Xuyên hoàn toàn thất vọng. Còn tưởng rằng đạo tràng Vu Hàm, sẽ có vận may lớn đang chờ anh. Kết quả chỉ có căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian mà thôi. Đạo tràng Vu Hàm của thượng cổ đế sư kiêm chức đế vương Ngự Y cũng chỉ có hình dáng như vậy. Thất vọng thì thất vọng, nhưng căn đạo tràng bằng cỏ tranh ba gian vẫn còn, đến cũng đã đến, cần phải xem. Nhưng Dương Bách Xuyên không có bao nhiêu hy vọng, trong nhà tranh sẽ có bảo bối gì đang chờ anh. Keo kiệt đến như thế nào thì có thể có cái gì? Một bước, hai bước, ba bước, đi bộ. Sau khi Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ tới gần nhà tranh 3 mét, thì đột nhiên có biến đổi. Giữa sân bỗng nhiên nổi gió, ngay sau đó một màn sáng giống như sóng nước mắt thường có thể nhìn thấy, lấy nhà tranh làm trung tâm mà nhộn nhạo cả lên. Ngay lập tức, đột nhiên hai chân Dương Bách Xuyên cong xuống, quỳ xuống trên mặt đất. Đây là biến cố bất thình lình,
toàn thân thực sự giống như bị một ngọn núi lớn đè lên. Hơn nữa anh và cái người kia đều giống như hạ lộ, hai người bọn họ giống như rơi vào một vũng bùn trọng lực, ngay cả chuyển động cũng không nhúc nhích được. Cái này còn chưa tính, Dương Bách Xuyên cảm thấy áp lực trên người hoặc là nói trọng lực lại tới một đợt, càng ngày càng nặng, trong nháy mắt xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng nổ tung. Mặc dù người cá hạ lộ mạnh mẽ hơn Dương Bách Xuyên nhưng cũng khổ sở chống đỡ. Cứ tiếp tục như cũ, trọng lực vô hình chung này lại một lần nữa, hai người bọn họ sẽ bị áp lực đè thành bánh thịt mất. Trước Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết trong cơ thể chống đỡ, cũng may sau khi vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết đã giảm bớt được một phần áp lực của anh, nhưng vẫn không thể di chuyển bước chân. Đúng lúc này trong đầu vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, tên nhóc thối vận chuyển công pháp luyện thể, đây là trận pháp Bách Sơn Thượng Cổ, tuy rằng bá đạo nhưng lại có thể rèn luyện thân thể, ghế mà không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ông già có cách nào phá giải hay không, con sắp không thở nổi sao? Dương Bách Xuyên hỏi ở đáy lòng. Không có cách nào nha, trận pháp này thiên địa hô ứng, chính là lúc tiến vào ta đã nói cho con biết được loại khí tức này. Tương ứng là tinh thần lực trên trời hô ứng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ qua, công kích có trăm đạo trọng lực, chống đỡ qua thân thể của ngươi sẽ đạt tới một mức độ toàn hưng, chống đỡ không nổi, ta cũng không có biện pháp. Vân Thiên Tà bất đắc dĩ nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã không còn khí lực nói chuyện cùng với sư phụ, bây giờ cũng chỉ có thể vận chuyển càn khôn tôi thể quyết mạnh mẽ chống đỡ thử xem. Tình huống trong cơ thể tạo hóa quyết vận chuyển. Sau một giây Dương Bách Xuyên thúc giục càn khôn tôi thể quyết, chuẩn bị chống cự trọng lực bên trong trong. Sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết cũng khiến cho Dương Bách Xuyên hơi ngẩn người. Dường như anh cảm giác được áp lực trên người đã giảm bớt một chút. Trong lòng vừa động, tăng nhanh vận chuyển. Lúc này anh rõ ràng cảm nhận được, trọng lực trên người thật sự được giảm bớt. Càn khôn tôi thể quyết lợi hại như vậy ư? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Cuối cùng đã có thay đổi, đây là chuyện tốt. Lúc này, anh dùng toàn lực vận chuyển công pháp đối phó trọng lực đè ép trên người. Ngay lúc đó, một luồng trọng lực đè tới, chẳng qua khiến Dương Bách Xuyên thấy kỳ lạ chính sau khi anh vận chuyển công pháp, dường như áp lực không hề tăng thêm mà từ từ giảm bớt, tầng áp lực mới nhất không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đến anh. Ngược lại hạ lộ ở phía sau anh phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp giảm bớt áp lực, anh đã có thể di chuyển, nhìn thấy khóe miệng hạ lộ tràn ra vết máu, hẳn bị trọng lực đè ép. Trong lòng anh hồi sốt ruột, hít sâu một hơi nhanh chóng hóa giải trọng lực trên cơ thể. Sau khi hoàn thành một vòng chu thiên, người anh không ngừng phát ra tiếng bùm bùm. Đây không phải bị trọng lực đè ép mà là kết quả sau khi cơ thể vận chuyển càn khôn tôi thể quyết giúp thể chất tăng cao một tầng. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã đứng lên. Tuy trên người vẫn nặng tựa nghìn cân như cũ nhưng đã có thể hoạt động. Anh xoay người chuẩn bị dẫn hạ lộ ra ngoài trước. Hẳn trọng lực này chỉ có tác dụng trong nhà tranh rộng 3 mét vuông, vượt qua phạm vi này sẽ biến mất, vừa rồi màn sáng chập chờn cũng chỉ tới khoảng cách đó mà thôi. Anh và hạ lộ chỉ vừa đi vào chừng 1 mét, có điều chỉ 1 mét ngắn ngủi đã nặng tựa Thái Sơn. Dương Bách Xuyên xoay người, gian nan cất bước đi tới bên cạnh hạ lộ. Khom người duỗi tay ôm cô lên. Cố gắng chịu đựng, tôi đưa cô ra ngoài. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bế ngang đối phương, thét một tiếng, lên. Ngay lúc này, thật ra anh cảm giác bản thân đang ôm một ngọn núi lớn chứ không phải một người. Sau khi thét lên một chữ kia, Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp càn khôn giảm bớt áp lực cho bản thân. Ước chừng 10 phút sau, anh mới ôm hạ lộ lên, sau đó chậm rãi nhấc chân di chuyển về phía trước. Vẹn vẹn chỉ cần 2 bước, bọn họ đã rời khỏi phạm vi trong lòng tác dụng. Mồ hôi trên trán túa ra như nước, quần áo cả người đều ướt đẫm, cơ thể Dương Bách Xuyên kêu lên từng tiếng cót két giòn tan, đây là âm thanh xương cốt va chạm với nhau, chứng tỏ anh đang chịu đựng áp lực cực lớn. Khóe miệng hạ lộ vẫn tràn ra vết máu, gian nan chống đỡ, mở miệng thì khó nhưng mắt vẫn nhìn được. Lúc này trong mắt cô, Dương Bách Xuyên vô cùng cao lớn. Là người có thể rơi nước mắt vì cô. Giây phút này, cô bỗng nhiên hiểu ra thứ con người gọi là tình yêu, tình cảm mơ màng đó đang mọc rễ đâm chồi dưới đáy lòng cô. Dương Bách Xuyên bước một bước vô cùng gian nan ra ngoài, anh hít một hơi thật sâu, giây sau bỗng nổi gió, một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ cổ họng, bước thứ hai đột nhiên bước ra.
Bước thứ hai hoàn thành, chân vừa nhấc lên, anh chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Dương Bách Xuyên vội vàng ôm lấy Hạ Lộ, ngay sau đó hai người bay vút ra ngoài, cảm giác y hệt dùng hết sức kéo co mà bên kia bất ngờ buông tay vậy. Một giây sau, hai người lăn xuống bãi cỏ, trượt ra xa một đoạn 7-8 mét mới dừng lại, đầu óc cả hai đều quay cuồng một trận. Sau khi ổn định cơ thể, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp, hình như tay đang chạm vào một nơi mềm mại lạ thường. Anh gần như nghe theo bản năng véo một cái. Hạ Lộ đè thấp giọng rên khẽ một tiếng. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng kịp lấy lại phản ứng, mặt mũi không nhịn được đỏ bừng lên, lúc nãy khi hai người bay ra khỏi khu vực trọng lực đã ôm chặt nhau, sau đó anh tiện tay chạm vào nơi không nên chạm. Phản ứng đầu tiên chính là rất có cảm giác, hóa ra người cá không khác gì con người, thậm chí xúc cảm còn tốt hơn. Nghĩ lại cũng đúng, Hạ Lộ nhờ có một giọt nước sinh mệnh đã cởi bỏ lớp vảy, biến thành con người thật sự. Lúc này Dương Bách Xuyên chạm vào người cô đã không còn bị lớp vảy ngăn cách như lần đầu tiên gặp mặt nữa, ngược lại trong lúc anh vô tình ôm cô đã sinh ra một loại cảm giác khác thường. Sau khi Hạ Lộ rên khẽ một tiếng, anh cúi đầu nhìn xuống, thấy bản thân đang nằm đè lên người đối phương, mặt mũi Hạ Lộ đỏ bừng, nhìn qua quyến rũ vô cùng, anh thật sự rất muốn hôn cô một cái. Vậy mà gương mặt xinh đẹp lại bị vệt máu nơi khóe miệng phá hỏng. Đến giờ Dương Bách Xuyên mới lấy lại phản ứng, cô bị trọng lực đè ép đến nội thương. Anh có chút không nỡ đứng dậy, vội vàng đỡ cô ngồi lên, ho khan hai tiếng nói, cô thế nào? Không sao chứ? Hạ Lộ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Dương Bách Xuyên, thấp giọng nói, không sao, tôi điều dưỡng một lát là được. Bị Dương Bách Xuyên nhéo một cái, cả người cô giống như bị điện giật, cảm giác tê dại rất khó tả, trong lòng có cảm giác bị thứ gì đó kích thích không ngừng. Dương Bách Xuyên gật đầu, đưa một viên đan bồi nguyên cho Hạ Lộ, cô nuốt viên đan dược này trước rồi điều dưỡng. Cảm ơn, Hạ Lộ nhận lấy đan dược, nuốt xuống, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Dương Bách Xuyên thì đứng dậy vặn vẹo cơ thể, lại nghĩ tới căn nhà tranh, ánh mắt lập lòe. Ba ngôi nhà tranh mà trước đây anh đã từng thất vọng, giờ phút này đã xảy ra thay đổi lớn. Có trận pháp trọng lực cường đại như vậy bảo vệ chứng tỏ bên trong không đơn giản. Chắc chắn có đồ quý tồn tại. Đã kiên trì đi qua thì không thể chịu khổ vô ích được, dù sao cũng phải đi qua xem thử có gì chứ. Lẩm bẩm một tiếng, Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp, lại bước vào trong phạm vi nhà tranh. Áp lực lại buông xuống, chẳng qua lần này anh đã có chuẩn bị, không cố đè xuống mà vận chuyển công pháp hóa giải. Trước đó cơ thể anh đã được rèn luyện một lần, đã có được khả năng chống chịu nhất định. Anh bước một bước về phía nhà tranh, trọng lực ngay lập tức tăng thêm một tầng, chẳng qua anh vẫn có thể thừa nhận được. Cơ thể cũng được rèn luyện, không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Một bước, hai bước. Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp tiến về phía căn nhà tranh lớn nhất ở trung tâm. Anh đi rất chậm, dừng lại trọng lực sẽ tăng lên, thậm chí còn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Đến khi Dương Bách Xuyên dừng bước. Ước tính anh đã chống cự hơn 90 đạo trọng lực công kích. Thế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục chịu đựng, đi đến trước của căn nhà tranh, chỉ cần tiến thêm một bước, anh có thể đẩy cửa gỗ bước vào trong. Chẳng qua lúc này áp lực cũng đã đến giới hạn Dương Bách Xuyên có thể thừa nhận, anh cảm giác công pháp vận chuyển có chút không đỡ nổi. So sánh với lúc trước, mức độ trọng lực hiện tại đã tăng lên gấp mấy chục lần. Một bước cuối cùng anh khó khăn nâng lên mãi vẫn không thể đặt xuống. Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên không hề phát hiện, bàn tay lẫn sắc mặt anh đều đỏ bừng, thậm chí cả người đều như vậy. Dưới áp lực nặng nề, từng lỗ chân lông đều đang rỉ máu, kết thành một tầng áo giáp bao bọc khắp cơ thể. Dương Bách Xuyên giơ một chân lên, cơ thể hơi lung lay, nhìn cửa nhà tranh gần trong gang tấc, trong lòng vô cùng oán hận. Anh cảm giác một bước này đi không nổi. Chẳng lẽ con muốn từ bỏ ư? Không đi được một bước này, sau này tu vi của con sẽ dừng lại tại đây. Trong đầu anh bỗng nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của sư phụ Vân Thiên Tà, lọt vào tai Dương Bách Xuyên khiến cả người anh chấn động. Một giây sau, anh gầm lên một tiếng khàn khàn giống như không phải giọng mình, cắn nát đầu lưỡi, cuối cùng trong cơn đau đớn dẫm xuống một bước này. Bước cuối cùng vừa dừng lại, trong cơ thể anh truyền đến từng tiếng vang ầm ầm.
ngay sau đó, cả người không ngừng phát ra âm thanh răng rắc. Áo giáp tạo thành từ máu bao bọc bên ngoài cơ thể vỡ tan, chóc ra thành từng mảng lớn. Dương Bách Xuyên hệt như rắn lột vảy, từ từ biến đổi. Sau khi bước chân chạm đất, trọng lực đè ép cả người biến mất không còn tăm hơi. Trong tiếng ầm ầm phát ra từ cơ thể, Dương Bách Xuyên vui sướng cười phá lên, ha ha ha. Chân khí bỗng dừng lại, áo giáp máu chóc ra từng mảng, lộ ra làn da đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, dường như phía trên còn có hoa văn chuyển động. Lão già đáng chết, con chỉ định kêu nghỉ một lát, ai nói con muốn từ bỏ hả? Từ trước đến nay ông đây không bao giờ đầu hàng nhé. Thằng nhóc khốn nạn, xưng ông với ai đó. Vân Thiên Tà gào thét. Hi hi, người mới là ông, con nói nhầm thôi. Dương Bách Xuyên nhận ra bản thân trong cơn đắc ý vênh váo lỡ xưng ông với sư phụ nên nhanh chóng nhận lỗi. Hừ, không biết lớn nhỏ. Vân Thiên Tà mắng một câu, sau đó lập tức thay đổi chủ đề, lần này xem như thằng nhóc còn có khí phách, kiên trì chịu đựng, thành tựu kim cương nhục thể. Tuy rằng mới chỉ là nhập môn nhưng đánh võ cổ giả thiên thiên tầng một tơi bơi không thành vấn đề, sau này không ngừng cố gắng tu luyện đấy. Vân Thiên Tà hiếm khi khen ngợi Dương Bách Xuyên. Chẳng qua từ trong miệng sư phụ, anh nghe được mấy từ mới lạ, kim cương nhục thể, vội vàng hỏi, sư phụ, người vừa nói con thành tựu kim cương nhục thể à? Có ý gì? Truyền thừa tu chân có rất nhiều phương thức, tuy nhiên nhìn chung có thể chia làm hai loại, phần đông xem trọng cảnh giới tu luyện, cũng chính là nguyên thần. Sau khi luyện thành thì có thể xem như, nguyên thần không diệt, vĩnh viễn không chết, nói cách khác chính là trạng thái như sư phụ. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn thì vẫn tồn tại như cũ, chỉ không có thân thể mà thôi, ngày sau vẫn có thể thông qua bí pháp và đại giới ngưng tụ ra. Tuy loại này chủ yếu tu luyện nguyên thần nhưng thân thể cũng không kém, chẳng qua nguyên thần làm chủ mà thôi. Loại thứ hai chính là tu thể, lấy tu luyện thân thể là chính, thần hồn khá yếu nhưng cơ thể lại vô cùng cường đại. Những người tu thể có gốc gác từ tộc Vu cổ thời xa xưa. Sau này sinh ra đủ cách tu luyện mới mẻ khác nhưng có thể nói Vu cổ mới là tổ tiên, bao gồm cả việc lấy võ nhập đạo. Ở tu chân giới, thân thể được phân ra rất nhiều cấp bậc, kim cương nhục thể chỉ là nhập môn, tổng cộng có 9 tầng, tương xứng với 9 bậc của cảnh giới tu chân. Tuy nhiên mỗi một tầng của kim cương nhục thể không thể so sánh với cảnh giới tu chân, giữa hai bên có sự khác nhau. Con đường luyện thể rất khó đi, vì vậy phần lớn tu chân giả đều không chọn đi đường này. Tất nhiên cũng có người thiên phú dị bẩm song tu cả cơ thể lẫn nguyên thần nhưng thật sự vô cùng gian nan. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, một khi đạt được thành tựu, tu chân giả song tu chính là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Bây giờ công pháp thân thể con mới chỉ là nhập môn, con đường tương lai còn rất dài, mỗi một tầng của kim cương nhục thể đều rất khó tu luyện, không giống cảnh giới tu chân có linh khí là được, thân thể xem trọng rèn luyện, đồng thời cũng cần hỗ trợ từ bên ngoài. Giống như ngày hôm nay, nhờ có trọng lực đè ép cộng thêm càn khôn tôi thể quyết, con mới thành được kim cương nhục thể, sau này nếu muốn tiến bộ vẫn cần hỗ trợ bên ngoài như cũ. Không có thứ tương tự trọng lực giúp sức, con chỉ có thể dừng bước tại kim cương nhục thể tầng 2. Mặc kệ như thế nào, hôm nay thực lực tổng hợp của con đã đủ đè ép võ cổ giả thiên thiên tầng 1, nhớ kỹ sau này không được bỏ bê rèn luyện cơ thể đấy. Những lời này của Vân Thiên Tà đều là khuyên bảo Dương Bách Xuyên chú ý rèn luyện cơ thể. Sư phụ, người nói hỗ trợ bên ngoài có nghĩ trên đời này còn có linh dược hay thiên tài địa bảo có thể rèn luyện thân thể ạ? Dương Bách Xuyên hỏi. Đúng vậy, thật ra trọng lực hoặc các loại linh dược có thể rèn luyện thân thể đều tính, trước đây ở tu chân giới còn có bí pháp chuyên dùng để luyện thể. Đáng tiếc sư phụ không để ý mặt này nên không siêu tầm bí pháp, đợi sau này trở lại tu chân giới rồi nghĩ cách tìm. Nếu như con có thể tu luyện đồng thời cả bên trong lẫn bên ngoài, chắc chắn thành tựu tương lại không thể khinh thường. Những người song tu cả hai mặt ở tu chân giới, hễ có một chút thành tựu đều trở thành chúa tể một phương, vô cùng hùng mạnh. Trong giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy hồi ức. Dứt lời, ông lại bảo, được rồi, không nói mấy thứ này nữa, con vào trong xem nơi này có truyền thừa Vu cổ không, nếu có nhất định không được bỏ qua. Dương Bách Xuyên gật đầu vâng dạ. Đẩy cửa bước vào nhà tranh. Một tiếng cạch vang lên, cửa gỗ đã bị đẩy ra một cách dễ dàng khiến Dương Bách Xuyên không kịp thích ứng, anh vốn cho rằng sẽ rất khó mở, không nghĩ tới chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã được rồi.
Thật ra căn nhà tranh này cũng không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ có 45 mét vuông. Dương Bách Xuyên không cảm nhận được có gì khác thường, nơi đây chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Vừa bước vào trong, đập vào mắt anh là một gia thú vuông vức treo trên tường ngay tại gian nhà chính, phía trên còn khắc văn tự cổ xưa, nhìn qua giống hệt chữ giáp cốt. Tuy Dương Bách Xuyên đọc hiểu chữ giáp cốt nhưng không biết nhiều lắm, chẳng qua chữ viết của Hoa Hạ đều được truyền xuống và thay đổi từ đời này sang đời khác. Từ kiểu dáng những con chữ kia, anh đoán người viết là một thầy vu. Bên cạnh đó, trong căn phòng chỉ một ít đồ đá, nhìn qua cực kỳ đơn sơ, không có những thứ khác. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi thất vọng, anh không cam lòng lục soát khắp nơi, tìm hết một vòng thật sự không phát hiện thứ gì đặc biệt. Đừng nói đến pháp khí, truyền thừa, đến cả một vật bình thường có thể sử dụng cũng không có, chỉ có một bộ bàn ghế đá mà thôi. Dương Bách Xuyên vô cùng buồn bực. Lẽ ra bên ngoài có trận pháp trọng lực cường đại như vậy bảo vệ thì trong nhà tranh không thể không có thứ gì cả, hơn nữa nơi đây còn là đạo tràng của thầy vu. Thế mà trong phòng cực kỳ trống trải, quét mắt là nhìn hết căn phòng, hoàn toàn chẳng có đồ vật gì. Anh nghĩ đến khả năng có khi nào đồ nằm trong hai căn nhà tranh trái phải còn lại không? Nghĩ đến cũng rất có thể, có lẽ căn chính giữa chỉ để dùng để bàn bạc thảo luận, hai căn còn lại mới là nơi cất chứa tài sản của chủ nhân. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên xoay người chuẩn bị đi qua hai căn nhà tranh trái phải xem một chút. Anh phí hết sức chín châu một hổ mới đến được nơi này, xông qua trận pháp trọng lực bảo vệ, cũng không thể trắng tay quay về chứ, trong lòng anh có chút không cam lòng. Dương Bách Xuyên xoay người bỏ đi, chẳng qua trong nháy mắt anh bước một bước ra ngoài cửa, khóe mắt liếc thấy tấm da thú khắc chữ treo trên tường thì ngay lập tức thu chân lại. Trong lòng anh bỗng nghĩ tới. Hình như tấm da thú khắc chữ treo trên tường này có dấu vết của truyền thừa, nếu không đã không cần dùng chữ giáp cốt. Nếu đúng thật có gì đó, như vậy tấm da thú này có khả năng nhất. Dương Bách Xuyên xoay người, đứng trước tấm da thú, chỗ này không thể sử dụng linh thức để quan sát, hiện tại anh chỉ có thể dùng tay chạm vào xem xét. Thời gian từ từ trôi qua, lúc anh duỗi tay chạm vào tấm da thú cảm giác hơi se se lạnh, tuy nhiên cũng không có điểm nào đặc biệt. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên bỗng thúc giục chân khí chuyển đến tay, muốn xem thử tấm da này có phải là pháp khí gì không. Nếu như nó là pháp khí, dưới chân khí dao động sẽ xảy ra phản ứng. Trong khoảnh khắc chân khí thuận theo ngón tay chuyển đến chữ trên da thú, Dương Bách Xuyên bỗng cảm giác được ngón tay mình chấn động, cả người anh đều run lên, lập tức nhìn thấy chữ giáp cốt trên đó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngay sau đó, mấy con chữ kia vặn vẹo giống như sống lại. Bay ra khỏi tấm da thú, hóa thành một tia sáng, Dương Bách Xuyên còn chưa kịp phản ứng đã vèo một cái chui thẳng vào mi tâm của anh. Một giây sau, cả người anh như bị sét đánh. Anh chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức, những ký tự giáp cốt kia đột nhiên tản ra trong đầu anh, lần lượt biến thành phù văn chi chít. Không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, vẻ mặt mừng rỡ, không nhịn được cười rộ lên. Đúng lúc này, bên tai anh truyền đến tiếng kêu vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn người đạo trưởng Trường Linh, Tâm Lão Tổ, Bách Sơn và Nguyên Thần Tử đang chạy tới quảng trường. Vẻ mặt mấy người kia đầy kích động, chạy như bay về phía căn nhà tranh. Chẳng qua bọn họ thấy Dương Bách Xuyên đứng trong nhà tranh thì nhanh chóng hiểu ra, có lẽ thứ tốt bên trong đã bị anh nhanh chân đến trước chiếm rồi. Nhìn trái liếc phải thấy còn hai căn phòng nhỏ, bốn người lập tức chạy vụt về phía hai căn nhà tranh còn đóng cửa kia. Tâm Lão Tổ và Bách Sơn chạy về phía bên trái, Nguyên Thần Tử và Đạo trưởng Trường Linh chạy sang bên phải. Về phần hạ lộ, Dương Bách Xuyên không thấy bóng dáng của cô đâu, chẳng biết đã rời đi lúc nào. Lúc anh nhìn thấy bốn người kia chạy tới đây, lời nhắc nhở có trọng lực đè ép đã đến bên khóe môi bỗng im bặt. Anh trừng mắt, phát hiện bốn người kia vọt vào trong hai căn phòng bên cạnh nhanh như chớp không hề có bất cứ cản trở gì. Không còn trọng lực. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên. Anh vốn nghĩ còn trọng lực tồn tại, bốn người kia đừng hòng chạy vào hai căn nhà tranh, anh sẽ từ từ thăm dò sau. Lúc này nhìn thấy bọn họ xông vào không hề có cản trở, điều này đã nói rõ trọng lực đã biến mất. Chẳng lẽ sau khi anh xông qua đã phá giải luôn trận pháp trọng lực? Anh rất nghi ngờ bởi vì bản thân lấy được truyền thừa vu cổ nên mới khiến nó biến mất. Dù sao hiện tại trơ mắt nhìn trận pháp tan biến.
để bốn người kia chạy vào hai căn nhà tranh khiến Dương Bách Xuyên hơi đau lòng. Nếu như trong hai căn này có đồ gì, nó thuộc về anh mới đúng. Tuy tiếc nuối nhưng nghĩ kỹ lại, so sánh với truyền thừa vu cổ lấy được trong đầu, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, anh đã biết những chữ giáp cốt trên tấm da thú kia chính là truyền thừa vu cổ để lại, bên trong bao gồm vu thuật và y thuật. Chẳng qua hai loại này đối với Dương Bách Xuyên không tính là gì, thứ anh xem trọng chính là bí pháp rèn luyện vu cổ, vừa khéo kết hợp với kim cương nhục thể, đến sư phụ cũng không có bí pháp mà ở nơi này lại có. Đây chính là bí phương rèn luyện của tộc vu, Dương Bách Xuyên tin tưởng có cái này, nói không chừng kim cương nhục thể của anh có hy vọng thành tựu. Chẳng qua bí phương lẫn thiên tài bảo địa đều rất khó tìm, thế nhưng nếu đây là đồ người Hoa để lại, Dương Bách Xuyên tin rằng anh có thể tìm thấy thứ tương tự trên trái đất. Ngay lúc anh đang nghĩ ngợi, một tiếng gầm tức giận bỗng vang lên. Tâm lão tặc, đứng lại cho tôi, là giọng của Bách Sơn. Căn nhà tranh bên trái nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy Tâm lão tổ khóe miệng ứa máu vội vàng lao ra, sau đó xoay người bỏ chạy, trong tay còn ôm một hộp gỗ, Bách Sơn thì mặt mày tức giận đuổi theo sau. Khi Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy một màn này thì anh đã đoán ra được, có thể là hai người bọn họ đã phát hiện ra bảo vật gì đó nhưng lại bị Địa Tâm lão tổ nhanh chân đến trước, nên Bách Sơn mới giận dữ đuổi theo như vậy. Cùng không biết bên trong hộp gỗ trên tay Địa Tâm lão tổ là thứ gì nhỉ? Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn chạy qua nhúng tay, nhưng sau khi anh ngẫm lại thì vẫn quyết định nhịn xuống. Tuy rằng sư phụ Vân Thiên Tà đã truyền cho anh quan niệm rằng ở tu chân giới, giết người đoạt bảo là một chuyện bình thường như uống nước lạnh vậy, chỉ cần có thực lực, vậy chính là lão đại. Nhưng nơi này là trái đất, giáo dục và giá trị quan mà Dương Bách Xuyên đã được học từ nhỏ quả thật không có cái lẽ nắm đấm thằng nào mạnh thằng đó chính là luật như này. Đương nhiên, nếu mà có người khiêu khích anh mà lại đúng lúc thực lực của anh đủ mạnh, anh cũng chẳng ngán thằng nào. Bách Sơn là võ cổ giả tiên thiên tầng 2, Địa Tâm lão tổ là võ cổ giả tiên thiên tầng 1. So sánh giữa hai bên thì có vẻ như Địa Tâm lão tổ yếu hơn, nhưng Dương Bách Xuyên cứ luôn cảm thấy Địa Tâm lão tổ với Đinh Dương rất tà môn, hẳn là còn có mánh khóe khác giấu dưới đáy hòm. Nếu không sao hai võ cổ giả tiên thiên tầng 1 như bọn họ lại dám đến nội địa Trung Quốc để tham dự đại hội cổ võ và đi thám hiểm cùng với võ cổ giả của Trung Quốc chứ? Rõ ràng là Địa Tâm lão tổ cũng có cái để dựa vào. Nhưng rất hiển nhiên, giờ nhìn lại thì thấy là ít nhất vị võ cổ giả tiên thiên tầng 2 Bách Sơn này mạnh hơn Địa Tâm lão tổ một bậc. Sau vài pha bay lên nhảy xuống, Bách Sơn giận dữ đã chặn đứng được Địa Tâm lão tổ đang chạy trốn. Dương Bách Xuyên cũng đạt được truyền thừa từ gian nhà tranh này, hay cũng có thể nói là bảo bối lớn nhất của toàn bộ đạo tràng Vu Hàm. Khi anh nhìn thấy Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa còn không thấy bóng dáng Hạ Lộ đâu cả, anh bèn đi ra khỏi gian nhà tranh. Còn về phần bên phải gian nhà tranh, cũng là nơi đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử cùng xông vào, Dương Bách Xuyên không định đi xem. Thật ra không cần xem cũng biết ở đó có bảo bối gì thì cũng sẽ bị bọn họ vơ vét hết thôi. Khi Dương Bách Xuyên đi ra, đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần cũng nở nụ cười lần lượt bước ra từ bên phải gian nhà tranh. Thấy hai người bọn họ cười, Dương Bách Xuyên đoán rằng chắc là cả hai người đều đã có thu hoạch riêng, quan trọng là không hề phát sinh mâu thuẫn. Ba người lần lượt đi về phía quảng trường mà Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ đang đứng. Giờ phút này, Địa Tâm lão tổ đã bị Bách Sơn chặn lại, ông ta trầm giọng nói với Bách Sơn, "Bách Sơn, chẳng lẽ cậu muốn xé rách hiệp nghị giữa Trung Quốc và nước ngoài, khơi mào chiến tranh song phương ư?" "Lão quái Địa Tâm, bớt con mẹ nó chụp mũ cho tôi đi, đồ vật là tôi tìm được trước, rõ là ông đang cướp đồ của tôi. Mau trả lại cho tôi. Không thì hôm nay bần đạo sẽ khiến ông phải để lại mạng lần nữa." Bách Sơn tức muốn hộc máu, giận đến mức phun ra những lời thô tục. Lúc này Địa Tâm lão tổ âm trầm nói, "Cậu chỉ nhìn thấy trước thôi, mà tôi lại lấy được trước, điều này chứng tỏ rằng nó là của tôi. Cậu không nói lý như vậy, chẳng lẽ tưởng tôi sợ cậu thật à?" Hai người đều có lý do của riêng mình. Nhưng mà nghe xong thì là Bách Sơn tìm thấy hộp gỗ trước, nhưng lại bị Địa Tâm lão tổ đoạt trước một bước, nói vậy thì tính ra là Địa Tâm lão tổ đã cướp hộp gỗ. Nhưng mà ngược lại cũng có thể nói là Bách Sơn nhìn thấy trước, nếu vẫn chưa chạm được vào vậy thì không được coi là đồ của hắn ta, Địa Tâm lão tổ lấy được trước, cũng có thể nói là đồ của Địa Tâm lão tổ,
Dựa theo cuộc trò chuyện giữa Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, thật ra dòng họ võ cổ giả của Trung Quốc với nước ngoài có cùng tổ tiên với nhau. Chẳng qua trong thời kỳ chiến loạn có một bộ phận đã lục tục rời khỏi Trung Quốc, hoặc là rất lâu về trước vốn dĩ đã có tông môn cổ xưa được lập ra ở nước ngoài rồi. Dần ra, hai bên chia thành hai phe, tranh đấu gay gắt. Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, thế lực song phương đã xảy ra một trận chiến với quy mô lớn. Rất nhiều cổ võ giả đã chết và bị thương, khiến cho giới cổ võ bị ảnh hưởng nặng, sau đó người đứng đầu của hai bên phải đứng ra đàm phán giải hòa, ký kết hiệp nghị dừng chiến tranh song phương. Đương nhiên bên phía Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế hơn, cho nên trên hiệp nghị có viết là cho phép võ cổ giả nước ngoài tới tham gia đại hội cổ võ và các cuộc thám hiểm ở một số địa phương của Trung Quốc, nhưng mà vẫn có một số hạn chế nhất định. Hiệp nghị này là do người đứng đầu của thế lực hai bên đã đặt ra. Điều đầu tiên là hai bên không được chém giết lẫn nhau trong đại hội cổ võ hoặc là các cuộc thám hiểm di tích cổ. Nhưng mà giới cổ võ nhiều người như vậy, có tuân thủ hết theo hiệp nghị hay không thì cũng khó mà nói được. Cho nên Địa Tâm lão tổ mới có thể lên mặt chụp mũ Bách Sơn như vậy, nhưng mà Bách Sơn lại chẳng hề để bụng. Khi còn đang nói chuyện hai người đã xông vào đánh nhau rồi. Từ điểm này, Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn ra được, tài nguyên ở giới cổ võ cũng là một loại hàng hóa khan hiếm. Một võ cổ giả tiên thiên tầng 1 dám khiêu chiến một võ cổ giả tiên thiên tầng 2, chính điều đó đã nói lên vấn đề, tài nguyên quá ít nên ai cũng có thể liều mạng. Dương Bách Xuyên cực kỳ tò mò, không biết bên trong hộp gỗ trên tay Địa Tâm lão tổ có thứ gì nhỉ? Đạo trưởng Trường Linh vừa thấy hai người động thủ thì vội vàng hô to, hai vị có lời gì thì cứ từ từ nói, chớ nên động thủ. Nguyên thần tử thì lại ôm cánh tay xem náo nhiệt không lên tiếng. Mà đạo trưởng Trường Linh ngoài miệng sốt ruột nhưng lại không hề đứng ra ngăn cản. Cảnh này rơi vào trong mắt Dương Bách Xuyên khiến anh phải mở mang kiến thức, đúng là một đám cáo giả. Nhìn bộ dạng của hai người này, nếu mà có cơ hội thì chắc là đạo trưởng Trường Linh và nguyên thần tử cũng sẽ ra tay. Lúc này ba người đứng cùng một hướng theo dõi trận chiến giữa Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ. Nếu có thể, Dương Bách Xuyên sẽ ra tay giúp Bách Sơn, dù sao thì người ta cũng đã gọi mình một tiếng sư tổ. Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ đánh nhau trong sân, hai người giơ nắm đấm vung thế chân, không hề khách khí chút nào, dường như đều muốn giết chết đối phương. Nhưng hiển nhiên là Bách Sơn võ cổ giả tiên thiên tầng 2 chiếm ưu thế hơn hẳn, hắn ta áp đảo Địa Tâm lão tổ hoàn toàn, dù sao Địa Tâm lão tổ cũng chỉ là tiên thiên tầng 1. Hai người đánh hơn 3-40 chiêu trong vòng vài phút. Mới đầu Địa Tâm lão tổ còn có thể ứng phó được, càng về sau Dương Bách Xuyên càng thấy rằng Địa Tâm lão tổ đang chầy chật dần, Bách Sơn cũng công kích mạnh bạo hơn. Bùm! A! À. Cuối cùng, Địa Tâm lão tổ bị Bách Sơn vỗ mạnh một cú lên ngực, ông ta kêu lên đầy đau đớn. Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng, chẳng lẽ Địa Tâm lão tổ này chỉ là con hổ giấy thôi sao, không có mánh khóe bí mật gì hả? Nếu cứ như vậy thì Bách Sơn sẽ thắng trong vòng 10 chiêu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu anh xong, Địa Tâm lão tổ mới phải chịu thêm một cú đánh lên ngực nữa của Bách Sơn nuốt máu tươi vào rồi giận dữ nhìn Bách Sơn, lão tặc Bách Sơn này khinh người quá mức. Lúc này, Địa Tâm lão tổ đang giận tím mặt, trong giọng nói chứa đầy sự âm hiểm ngoan độc. Một thứ trông như tờ giấy xuất hiện trong tay ông ta trong lúc ông ta đang nói. Khi thấy nó, mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Anh vừa nhìn một cái đã nhận ra thứ trong tay Địa Tâm lão tổ không phải giấy mà là một tấm thần hành phù. Giống với tấm thần hành phù anh lấy được từ chị em nhà họ Lục. Chỉ thấy Địa Tâm lão tổ bỗng nhiên dán phù chú trong tay lên người, một luồng sáng màu trắng sữa lóe lên, hiển nhiên là ông ta đang kích hoạt thần hành phù bằng chân nguyên. Ngay sau đó, Địa Tâm lão tổ vọt tới bên cạnh Bách Sơn rồi đánh hắn ta, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần. Địa Tâm lão tổ lại dùng thần hành phù đánh một cú nữa khiến Bách Sơn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, miệng hộc máu tươi. Bách Sơn dừng lại sau khi bị đánh lùi hơn 3 mét, biểu cảm trên mặt hắn ta thay đổi không ngừng, hắn ta cũng nhận ra rằng trước đó Địa Tâm lão tổ đã sử dụng thần hành phù. Lúc này, Địa Tâm lão tổ lại nhào về phía Bách Sơn một lần nữa bằng tốc độ kỳ quặc. Mắt Bách Sơn lóe lên như đang quyết định cái gì vậy. Hắn ta bày ra tư thế hai tay đỡ trời. Giờ phút này, một tiếng hô lớn vang vọng vào tai Dương Bách Xuyên, thác thiên công của võ đang,
Bách Sơn định đánh tàn nhẫn hẳn đây. Không dùng thì Địa Tâm lão tổ sẽ thắng, không ngờ lão quái này lại có phù chú, vốn tích lũy ghê thật. Nguyên thần tử tấm tắc. Dương Bách Xuyên lại đang nghĩ xem Địa Tâm lão tổ có thần hành phù kiểu gì. Thứ này chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế chứ võ cổ giả không làm được. Chẳng lẽ xưa nay những tiên thiên tông môn này có quan hệ với Sơn Hải giới? Hay là Địa Tâm có được thần hành phù từ trong di tích cổ xưa nào đó? Dương Bách Xuyên nghĩ, hẳn là vế trước có khả năng lớn hơn. Nếu những tông môn cổ xưa này có quan hệ với Sơn Hải giới, anh phải xác định lại vị trí của những tông môn cổ xưa này ở trong lòng một lần nữa rồi. Sơn Hải giới là một bộ phận của trái đất, chẳng qua bị tách ra mà thôi, có quan hệ cũng không lạ lắm. Nhưng dựa theo lời của hai chị em nhà họ Lục, lối ra vào Sơn Hải giới đã đóng từ lâu, dù có quan hệ cũng không dễ dàng mở ra được. Xem ra phải thăm dò kỹ chuyện tông môn cổ xưa có quan hệ gì với Sơn Hải giới hay không mới được. Dương Bách Xuyên không sợ tiên thiên võ cổ giả nhưng không thể không coi trọng tu chân giả được. Hiện tại tuy anh cũng được coi là một cao thủ trong giới võ cổ giả, nhưng khi so với luyện khí kỳ tầng 9 cũng chỉ là kẻ cặn bã đang ở cấp bậc nhập môn. Tu chân giới giả cũng không phải là võ cổ giả, không thể không cân nhắc. Chuyện Địa Tâm lão tổ có thần hành phù đã khiến tim Dương Bách Xuyên khẽ đập mạnh hơn một chút. Anh còn đang ngẩn ra thì lại chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang trời và một tiếng hét thảm thiết. Ngẩng đầu lên, anh trông thấy Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ đồng thời bay ngược ra ngoài. Có vẻ thế võ đỡ trời kia của Bách Sơn không hề đơn giản chút nào. Địa Tâm có thể sử dụng tốc độ để đánh hắn ta. Hắn ta cũng có thể dùng mánh khóe khác để làm Địa Tâm bị thương nặng. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, có vẻ đây là một trận đánh mà cả hai bên đều thiệt. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là khi Địa Tâm bay ngược ra ngoài, Dương Bách Xuyên trông thấy hộp gỗ trong tay ông ta cũng tuột khỏi tay và văng ra ngoài theo. Phương hướng hộp gỗ văng ra trùng hợp lại là về phía anh. Lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa. Đây là thứ ông trời ban cho mình. Không ngờ lại có thể ngư ông đắc lợi, ha ha. Thầm vui mừng trong lòng, Dương Bách Xuyên nhảy vọt lên chộp lấy hộp gỗ đang bay đến. Lúc Dương Bách Xuyên nhảy vọt lên, anh không ngờ hai lão già bên cạnh không phải đèn cạn dầu mà cũng nhảy lên định chộp cái hộp gỗ. Hai người này tất nhiên là Nguyên Thần Tử và Đạo Trưởng Trường Linh. Nhìn thấy hộp gỗ trong tay Địa Tâm lão tổ đang bay đến. Hai người đều không kìm được lòng. Hộp gỗ mà Bách Sơn và Địa Tâm lão tổ liều mạng tranh giành nhất định có đồ tốt. Chẳng qua Dương Bách Xuyên đã chiếm được ưu thế, hộp gỗ đang bay về phía anh. Trường Linh ở bên trái hơi xa, Nguyên Thần Tử ở bên phải lại có tính uy hiếp, cho nên Dương Bách Xuyên không do dự đá một cú về phía ông ta, đồng thời duỗi tay chộp lấy hộp gỗ. Mà Nguyên Thần Tử đối mặt với cú đá của Dương Bách Xuyên chỉ hừ lạnh. Không khách sáo rút dao chém vào cổ chân Dương Bách Xuyên. Bịch. Sau một đòn giao chiến, ba người tách nhau hạ người xuống đất. Đạo trưởng Trường Linh mặt mũi sa sút, mắt nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trong tay Dương Bách Xuyên. Nguyên Thần Tử lại thấy khiếp sợ, nhìn Dương Bách Xuyên bằng vẻ ngờ vực. Lưỡi dao của ông ta đã chém xuống đùi Dương Bách Xuyên, không những không làm chân anh bị thương, trái lại cánh tay ông ta còn thấy tê dại. Trong lòng thầm nghĩ mới vài hôm chưa gặp thằng nhóc này, chỉ riêng nhục thân nó đã mạnh mẽ như vậy, thật tà đạo. Lúc trước Nguyên Thần Tử từng đánh nhau với Dương Bách Xuyên, đương nhiên có biết nhục thân anh mạnh yếu cỡ nào. Nhục thân Dương Bách Xuyên lúc này đã mạnh hơn 6 ngày trước đến mức khiến người khác hoảng sợ. Ông ta nhìn thấy rõ ràng trên đùi Dương Bách Xuyên không có bất kỳ gợn sóng chân nguyên nào, là dựa hoàn toàn vào độ mạnh của nhục thân để chống lại một dao kia của ông ta. Nhục thân anh còn mạnh hơn cả thiết bố Sam Kim Trung cháo của Thiếu Lâm. Trong lòng Nguyên Thần Tử vô cùng chấn động. Mà Dương Bách Xuyên bật cười ha hả nhìn đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử nói, hai vị, phần cơ duyên này là của tôi. Vừa nói vừa quơ hộp gỗ ra trước mặt hai người. Là Dương đạo hữu có phúc lớn. Đạo trưởng Trường Linh tỏ vẻ hiền lành nói, còn thực ra trong mắt đang lóe sáng, không ai biết trong lòng vị nhân hậu này đang nghĩ gì. Còn Nguyên Thần Tử chỉ hừ lạnh một tiếng, ông ta không dám ra tay bừa bãi là vì càng ngày càng nhìn không thấu Dương Bách Xuyên, luôn cảm thấy thằng nhóc này rất tà môn. Dương Bách Xuyên nhìn lướt qua mặt hai người,
Về phần đạo trưởng Trường Linh Anh không nhìn ra được điều gì, nhưng vẫn càng thấy phải kiêng dè, đề phòng lão đạo sĩ này. Còn với Nguyên Thần Tử, ánh mắt ông ta cho thấy ông ta đang có phần kiêng dè với anh. Điều này Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy rõ. Vừa nãy là anh cố tình không né tránh lưỡi dao của Nguyên Thần Tử để kiểm tra độ mạnh của nhục thân mình. Bây giờ xem ra kim cương thân trong miệng sư phụ thật xứng đáng với hai chữ kim cương. Cơ thể anh được rèn luyện với cường độ cao đã đạt được một mức độ khủng bố. Nhưng vào lúc này, sau lưng Dương Bách Xuyên vang lên một giọng nói vô cùng âm trầm, thằng danh đưa hộp gỗ ra đây. Ngữ điệu tràn đầy vẻ khống chế và uy hiếp. Là Địa Tâm lão tổ vừa đánh nhau với Bách Sơn làm cả hai đều bay ngược ra xa. Dương Bách Xuyên đã hạ quyết tâm dù Địa Tâm đến đây cũng mặc kệ ông ta, bây giờ nghe thấy ông ta lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn ông ta nói, dựa vào đâu. Hộp gỗ này cũng không phải là tôi cướp từ tay ông. Dương Bách Xuyên biết thần hành phù trên người Địa Tâm lão tổ có tốc độ cực nhanh, chiếm được thế thượng phong, có thể nói không người nào có thể vượt qua được tốc độ của ông ta. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết thần hành phù bị hạn chế về mặt thời gian, chưa quá 10 phút sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa tôi thể tu thành kim cương thân không sợ bị đánh, có thể kéo dài thời gian chọc chết ông ta, cho nên không đáng sợ. Còn Địa Tâm lão tổ dù vừa nãy bị Bách Sơn thi triển tuyệt kỹ đánh trọng thương, nhưng Bách Sơn bị ưu thế tốc độ của thần hành phù lấn áp càng thương nặng hơn, bây giờ đã ngã xuống đất không đứng dậy được. Nếu hộp gỗ không bị một đòn của Bách Sơn đánh bay ra ngoài, Địa Tâm lão tổ đã chém chết Bách Sơn. Nhưng mà trong lòng ông ta chỉ có hộp gỗ, nhìn thấy hộp gỗ bị Dương Bách Xuyên đoạt mất liền vội vàng chạy đến. Địa Tâm lão tổ còn thấy may mắn khi thấy người cầm là Dương Bách Xuyên, cướp đoạt sẽ rất dễ. Bởi vì trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên còn chưa đến thiên tiên, bù lại chỉ có chút thủ đoạn mà thôi. Bây giờ thần hành phù đang gia trì trên người, ông ta sẽ dễ dàng đoạt được hộp gỗ trong tay Dương Bách Xuyên. Còn nếu hộp gỗ bị Nguyên Thần Tử hoặc Trường Linh lão đạo cướp mất, Địa Tâm lại cảm thấy đã gặp phiền phức lớn. Ông ta đưa ra yêu cầu ngang ngược với Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn mạnh miệng uy hiếp anh, nhưng không ngờ rằng anh sẽ cứng rắn đáp trả ông ta như vậy. Nhất thời Địa Tâm lão tổ nheo mắt, giọng nói đầy đầy lạnh lẽo, dựa vào đâu hả? Dựa vào lão phu có nắm đấm cứng hơn cậu, nhắc lại lần nữa mau giao ra đây. Ha ha, hay cho câu có nắm đấm cứng. Vậy tôi cũng nói ông biết, tôi tán đồng với câu này của ông, ai nắm đấm cứng hơn là của người đó. Dương Bách Xuyên nhìn Địa Tâm cười híp mắt nói, anh bây giờ đã có kim cương thân mạnh mẽ, cộng thêm cả chân khí, trong ngoài đều kết hợp với nhau sẽ không sợ bất kỳ người nào ở đây. Tự tìm cái chết, Địa Tâm lão tổ nổi giận, trong nháy mắt biến thành một luồng ảnh mờ xông về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã sớm có chuẩn bị, khắp người được chân khí che kín. Dưới sự vận chuyển của càn khôn tôi thể quyết, bề mặt da có quầng sáng chuyển động màu vàng kim nhàn nhạt, mở ra tất cả phòng ngự trên cơ thể. Một tay anh nắm thành nắm đấm nhào về phía Địa Tâm lão tổ. Rầm rầm. Trong mắt của Địa Tâm, Dương Bách Xuyên là kẻ nhỏ yếu nhất, cho nên không muốn dùng ưu thế về tốc độ để đánh lén anh, chỉ thoáng chốc đã lao đến đánh một chưởng chính diện vào Dương Bách Xuyên. Nhưng làm vậy lại rất đúng ý Dương Bách Xuyên. Toàn bộ trưởng công đánh tạo nên một tiếng nổ thật lớn. Địa Tâm lão tổ tái mét mặt bị bật ra 5-6 mét mới dừng lại. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt khó lòng tin được, máu tươi phun ỏng ọc ra ngoài. Một quyền vừa nãy của Dương Bách Xuyên làm ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh bật lại nặng như núi theo lòng bàn tay ông ta đánh thẳng vào cơ thể, khiến cơ thể ông ta quay cuồng. Cả cánh tay bị sức mạnh nắm đấm của Dương Bách Xuyên làm mất chi giác, run lẩy bẩy không ngừng. Sau một đòn giao chiến, Địa Tâm lão tổ đã biết mình không đoạt lại được hộp gỗ, bởi vì ông ta cảm nhận được nhục thân và nội lực của Dương Bách Xuyên không tầm thường. Chỉ cần nhục thân mạnh mẽ sẽ làm tiêu hao thời gian của phù hành chú trên người ông ta. Đến lúc đó ông ta sẽ như cá nằm trên thớt. Ông ta đánh nhau với Bách Sơn đã bị trọng thương. Hơn nữa bây giờ một cánh tay còn tê liệt, tái chiến sẽ không có kết quả tốt đẹp. Địa Tâm lão tổ quyết định rút lui thật nhanh. Thời gian gia trì của thần hành phù đã sắp hết. Tiểu tử, lão phu sẽ nhớ kỹ cậu, món nợ này ngày sau sẽ tính toán. Địa Tâm nói xong một câu lấp liếm thể diện, dưới chân đã hơi cử động. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong lông mày lại dựng lên, đệt mẹ, lão tiểu tử nhà ông không là đối thủ của anh đây, định rút lui còn dám uy hiếp anh à.
Nhất thời Dương Bách Xuyên nổi giận giống lên với Địa Tâm lão tổ đã chạy ra ngoài được hơn 10 mét, lão gia dám uy hiếp tao à, cho ông ăn khai thiên trưởng. Dứt lời, anh tung một cú khai thiên trưởng về phía Địa Tâm lão tổ. Địa Tâm lão tổ đã chạy được hơn 10 mét nghe thấy Dương Bách Xuyên giống lên, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy một bàn tay cực lớn đang đánh về phía mình. Ông ta không khỏi giật nảy người, vội vàng đổ dồn chân nguyên vào hai lòng bàn tay, gào lên một tiếng nghênh đón. Rầm, ầm. Sức mạnh khổng lồ va chạm nhau làm cát bụi bên trong bay cuồn cuộn, tạo thành một luồng sương mù dày đặc. Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy Địa Tâm lão tổ hét thảm một tiếng. Lúc gấp rút đuổi đến đã không thấy bóng dáng của Địa Tâm lão tổ đâu, chắc hẳn đã trốn vào rừng cây trong núi. Bởi lẽ anh không tin một trưởng của mình đánh chết được Địa Tâm lão tổ, trên đất chỉ có một bãi máu. Mà đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử đứng xa đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy vẻ e ngại trong mắt đối phương. Trong mắt bọn họ, thực lực mà Dương Bách Xuyên liên tục biểu diễn đã có thể quyết đấu với một người là thiên tiên tầng một đỉnh phong, hoặc thực lực chân chính của thằng nhóc này có thể đã sánh ngang với võ cổ giả thiên tiên tầng 2 rồi. Vẫn nên bớt chọc vào mới tốt. Coi như lão tiểu tử nhà ông chạy nhanh, Dương Bách Xuyên nhìn vết máu trên đất nói. Sau đó quay đầu bước về phía Bách Sơn đang tĩnh tọa điều dưỡng. Bách Sơn không sao chứ? Đa tạ sư tổ quan tâm, Bách Sơn không sao, chỉ muốn chúc mừng công lực của sư tổ đã tăng lên nhiều. Vừa nãy chiến đấu Bách Sơn cũng nhìn ra, Dương Bách Xuyên trong mắt hắn ta đã sánh ngang võ cổ giả thiên tiên tầng 2. Không sao là tốt, đúng rồi, Bạch Sơn anh có thấy hạ, đàm chủ hạ đâu không? Dương Bách Xuyên suýt nữa đã lỡ miệng nói ra tên của Hạ Lộ. Người bên ngoài chỉ biết Hạ Lộ họ Hạ, không biết tên cùng thân phận của cô. Chưa nhìn thấy, mấy người chúng ta đột nhiên phát hiện địa vực trung ương xuất hiện ngọn núi này mới chạy đến. Có thể Hạ đàm chủ đang trên đường đuổi theo. Bách Sơn chưa nói xong, lúc này phía sau ngọn núi đột nhiên có một tiếng giống vọng đến tận mây xanh, gào. Mấy người Dương Bách Xuyên và Bách Sơn lập tức quay đầu nhìn lại, thấy trên đỉnh ngọn núi lại có dải sáng lấp lánh tựa như cầu vồng sau mưa. Đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ ngay đến Hạ Lộ, rõ ràng trên đỉnh núi có thú dữ hay yêu quái gì đó bị chọc giận, đang phát ra tiếng gào rú phẫn nộ. Mà những người đến đây chỉ có mấy người thế thôi, Hạ Lộ thì biến mất, Dương Bách Xuyên ngay lập tức nghĩ đến cô ấy. Rất có thể ngay lúc anh nhắm mắt nhận lấy truyền thừa của Vu Cổ, Hạ Lộ đã đi lên đỉnh núi, thành ra đụng phải gì đó. Sau khi bốn người thấy trên đỉnh núi có ánh sáng mơ hồ lóe lên, Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh bèn nối nhau chạy như bay. Lúc này Bách Sơn cũng đứng dậy nói, sư tổ, trên đỉnh núi có hào quang hiện ra. Đây là điềm lành, có lẽ có bảo vật nào đó đã xuất thế, chúng ta cũng đi xem thử đi. Dương Bách Xuyên gật đầu, bước chân chạy như điên. So với việc có bảo vật gì hay không, anh vẫn lo cho an nguy của Hạ Lộ hơn. Nếu người leo lên núi thật sự là Hạ Lộ, có thể chuyện không hay rồi. Dựa theo đặc điểm tiếng thú gầm xuyên tận trời xanh, khí thế khủng khiếp đó, có thể kia là một con yêu thú có thể so với gấu yêu. Đỉnh núi không tính là cách quảng trường quá xa, có thể thấy là nằm khoảng 5, 600 mét. Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh đã bay đi, biến mất trong rừng rậm. Nơi này có cây rậm rạp, cổ thụ lớn che trời chiếm phần nhiều diện tích. Sau khi vội vã vọt vào trong rừng cây, Dương Bách Xuyên dùng suy nghĩ lập tức thu hộp gỗ và không gian bình càn khôn. Có Bách Sơn theo đằng sau, anh cứ cầm trên tay rồi bị hắn ta nhìn thấy chung quy vẫn không tốt, dù sao mấy phút trước Bách Sơn còn vì cái hộp gỗ này mà liều mạng với Địa Tâm lão tổ. Bây giờ tự cầm ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng thấy rất ngại, nhưng thứ gì đã cầm vào tay rồi anh sẽ không giao ra, mà anh tin Bách Sơn cũng sẽ không tìm mình đòi. Hai người một trước một sau chạy như điên lên đỉnh núi, theo sát phía sau đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử. Hiện tại, đối với đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử, Dương Bách Xuyên đã để ý. Đạo trưởng Trường Linh luôn tỏ vẻ mình là người rất hiền lành, rất hòa nhã, nhưng nhìn từ hành động đồng thời ra tay cướp lấy hộp gỗ trước đó, lão đạo này lúc cần ra tay sẽ ra tay, tuyệt không lưu tình, là một con chó không sủa nhưng cắn người. Quan trọng nhất là lúc Dương Bách Xuyên nhìn vào ánh mắt của hắn ta, anh luôn không nhìn thấu được người này. Đây mới là lý do Dương Bách Xuyên kiêng kỵ Trường Linh. Với vị trí lão đại ca được công nhận của một tông môn cổ,
Dương Bách Xuyên tin rằng người xuất thân từ Côn Lôn không phải hạng đơn giản. Còn như Nguyên Thần Tử, tên giả ấu trĩ này đã mấy lần đánh với anh, còn ra đòn hiểm, điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu, lòng nghĩ nếu còn lần sau, dù có liều mạng chọc cho cả Thanh Thành phẫn nộ, anh cũng muốn diệt trừ Nguyên Thần Tử, miễn là ông ta không còn trêu chọc mình nữa. Mà Bách Sơn thì ngược lại, Dương Bách Xuyên thấy khá tin tưởng. Từ khi quen biết đến giờ, dù mới chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Dương Bách Xuyên lại chưa bao giờ cảm thấy chút ý tưởng thù địch nào xuất hiện trên người Bách Sơn. Còn như việc Bách Sơn gọi mình là sư tổ, tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không ngốc đến mất hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng giang hồ hiểm ác đáng sợ, Dương Bách Xuyên không thể không phòng, dù sao lòng người cũng khó đoán. Trong mấy người, chỉ có mỗi Hạ Lộ là anh yên tâm nhất, chuyện này không có gì để nói thêm. Còn hai người còn lại, đầu tiên là Đinh Dương đã bị chém chết, diệt trừ hậu họa. Còn mỗi tên địa tâm lão tổ là chạy mất nên Dương Bách Xuyên càng phải cẩn thận hơn. Chưa biết chừng trong giây phút nào đó địa tâm lão tổ đột ngột nhảy ra đánh lén anh. Giữa địa tâm lão tổ và anh, đã định sẵn sẽ thành tử địch, lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ nhất định phải tìm được ông ta rồi tiêu diệt, nếu không để ông ta bỏ chạy thì sẽ rất nguy hiểm cho mấy người Vân Môn. Chỉ có khiến địa tâm lão tổ ở lại đây mới là lựa chọn tốt nhất. Còn như về sau, bất kể là tông môn ở sau Đinh Dương, hay tông môn ở sau địa tâm lão tổ, đều sẽ tới tìm anh báo thù. Chuyện gì cũng là chuyện về sau, giết bọn chúng ở đây sẽ không có chứng cứ, dù tông môn phía sau cả hai có muốn điều tra cũng sẽ cần thời gian. Thế là trong lúc chạy như điên lên đỉnh núi, Dương Bách Xuyên đã phân tích một lượt mỗi người ở đây lẫn tình thế trước mắt. Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi, trong tầm mắt anh xuất hiện bóng dáng Nguyên Thần Tử và Trường Linh, và anh cũng thấy Hạ Lộ. Quả nhiên là cô ấy. Giây phút này quần áo Hạ Lộ mặc vẫn là đồ nam mà Dương Bách Xuyên đưa cho cô, nhưng cô đã xé phần sau áo che lên mặt, hẳn là Hạ Lộ vẫn không muốn để người ngoài nhìn thấy mặt mình. Trông thì hình như là Đàm chủ Hạ, đạo trưởng Trường Linh nói. Hẳn là cô ta, Nguyên Thần Tử trả lời một tiếng. Hạ Lộ đang mặc nam trang, trong suy nghĩ của người ngoài, cô ấy còn là một người già, đến nay chỉ có Dương Bách Xuyên biết được thân phận cô ấy. Mà giờ phút này, Hạ Lộ đã lâm vào hiểm cảnh. Lúc Dương Bách Xuyên chạy đến, anh thấy Hạ Lộ đang đấu với một con báo toàn thân lông đen như mực, chính xác thì là đang cận chiến với yêu thú. Báo đen toàn thân thật sự hiếm thấy, nhưng nó xuất hiện tại một sơn cốc ngăn cách với đời thường thì cũng không có gì lạ. Quan trọng con báo kia là yêu thú. Bây giờ Dương Bách Xuyên cũng nghi ngờ không biết yêu thú ở đây có phải do tộc phu cố tình bắt tới không. Vì sao lại có thể có nhiều yêu thú như vậy, chưa kể là còn có hình thể to như con người. Nhìn từ hơi thở của con báo đen này còn khủng khiếp hơn cả gấu yêu. Yêu thú có thể đánh ngang lưng với Hạ Lộ thật sự hiếm thấy. Phải biết nay Hạ Lộ đã trải qua một lần tiến hóa huyết mạch, tuy nói cảnh giới của cô ấy không tăng lên, nhưng hẳn kỹ năng đã tăng lên rồi. Vị trí của Hạ Lộ và báo đen lại là một chốn tuyệt địa nơi đỉnh núi, sau là một tảng đá lớn. Cách tảng đá đó ba bước chính là vách núi. Có vẻ như con báo yêu người dài 3 mét đang bảo vệ nghiêm ngặt tảng đá lớn sau lưng, không cho Hạ Lộ đến gần. Con báo yêu sở hữu một đôi ngươi vàng cực kỳ yêu dị, cái miệng mở ra gào giống để lộ hai hàng đầy răng, trông thì có thể cắn đứt bất cứ thứ gì chỉ trong một lần. Trên bốn chi thon dài là móng vuốt sắc bén, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành những đường móng tay thật dài dưới mặt đất. Trong phạm vi 10 mét nơi Hạ Lộ chiến đấu với báo yêu, quang cảnh một mảnh hỗn độn, sỏi đá, cỏ cây lần cổ thụ to lớn đều đồng loại gãy, vỡ, nhìn từ dấu vết thì đều là bị báo yêu chộp gãy. Nó cứ gào rú khiến màng tai Dương Bách Xuyên cũng nhói đau, mà quan trọng nhất là trông thân pháp con báo yêu này rất linh hoạt, thật sự nhanh như điện xẹt vậy. Khiến cả một mỹ nhân ngư tương đương tiên thiên tầng 2 là Hạ Lộ phải dùng hết toàn lực đối phó. Thấy cảnh này xong, Dương Bách Xuyên không vội lên giúp đỡ, chính vì thấy Hạ Lộ vẫn còn đủ sức, mà anh cũng bận quan sát nhược điểm của báo yêu, tìm cơ hội ra tay. Đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử ở cách đó mấy mét cũng đang quan sát, thỉnh thoảng còn xì xầm mấy tiếng. Bách Sơn đi đến lại hít khí lạnh mà bảo, trước khi đến tôi đã nghe người của sư môn nói ở đây có thú dữ mạnh đến mức so được với tiên thiên, bây giờ xem ra là thật. Có thể chịu được tấn công của Đàm chủ Hạ không rơi vào thế giới.
Con báo đen này bất phàm đấy, sợ đã sinh linh trí rồi. Nghe được lời của Bách Sơn, Dương Bách Xuyên thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ Bách Sơn cũng có kiến thức bất phàm, biết được là mãnh thú sinh linh trí. Bách Sơn có phát hiện ra nơi này có gì lạ không? Sau khi lên đây, Dương Bách Xuyên không hề thấy hào quang gì cả bèn hỏi Bách Sơn. Ở đây nhất định có thứ gì đó, nếu không, Hạ Lộ sẽ không đi lên đây, và không đánh nhau với yêu thú. Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, đôi mắt Bách Sơn đảo vòng, tuy là sư tổ không nhìn thấy có gì đặc biệt, nhưng nhìn từ tình hình báo đen đang tấn công đàm chủ hạ, có thể thấy con vật kia luôn bao vây lấy phạm vi 3 mét cách tảng đá, không hề đi thêm lấy nửa bước, chứng tỏ bản thân tảng đá, hoặc xung quanh nó có gì đó, là thứ mà con báo đang bảo vệ. Sau khi nghe Bách Sơn nói xong, Dương Bách Xuyên gật gù, cảm thấy Bách Sơn phân tích hợp lý. Tiếc là ở đây quá xa. Chưa kể tảng đá vẫn luôn bị che lại, không thấy được là xung quanh nó có vật gì. Nhưng mà phân tích của Bách Sơn không sai. Hạ Lộ đánh nhau với yêu thú như vậy hẳn cũng phải có lợi gì mới đúng, chuyện này cũng khiến cho Dương Bách Xuyên hiếu kỳ. Mà ngay lúc này, Nguyên Thần Tử ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, đàm chủ hạ, tôi đến giúp bà. Vừa nói, ông ta vừa bay vọt lên, thẳng đến chỗ Hạ Lộ và báo đen. Ngay sau đó, đạo trưởng Trường Linh cũng theo sát phía sau, nói, bần đạo cũng hỗ trợ đàm chủ hạ một tay. Hành động này của bọn họ khiến cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, phản ứng đầu tiên của anh là biểu hiện cả hai lần này không tệ. Tuy nhiên, Bách Sơn ở bên cạnh cũng đã hừ lạnh mà bảo, hai tên cáo giả ngụy quân tử, không phải vì muốn trục lợi thôi à. Sư tổ, chúng ta cũng đi góp vui đi, đừng để bị hai con cáo giả đoạt lợi. Nghe được tiếng mắng của Bách Sơn, Dương Bách Xuyên lập tức sáng tỏ. Hạ Lộ đã phát hiện ra thiên tài địa bảo gì đó khiến báo yêu bị làm cho phẫn nộ. Ban nãy Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh miệng nói hỗ trợ nhưng thực chất là đi kiểm tra có thiên tài địa bảo gì không, nếu có thì sẽ tiện tay cướp lấy. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bọn họ đi lên rồi thì không hề trực tiếp ra tay đánh với báo yêu, giúp Hạ Lộ, mà còn đi vòng qua Hạ Lộ và báo yêu, một trái một phải xông về phía tảng đá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Bách Xuyên chửi bới, vô sỉ. Chúng ta cũng lên đi. Sau khi nói vậy với Bách Sơn, Dương Bách Xuyên tiên phong vọt lên. Nếu là Hạ Lộ phát hiện ra, dù có phải thiên tài địa bảo gì không, Dương Bách Xuyên cũng sẽ giúp Hạ Lộ bảo vệ, tuyệt đối không để Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh cướp mất, nhất là Nguyên Thần Tử. Anh lên xuống mấy cái đã tiếp cận chiến trường. Lúc này trong tầm mắt Dương Bách Xuyên xuất hiện một gốc cây đang tỏa ra hào quang ngũ sắc bên dưới hòn đá, trông hệt như một đụn mây. Bách Sơn theo sau thấy vậy gần như la lên, hào quang ngũ sắc. Sư tổ, đó là, linh chi nghìn năm, là chí bảo đó. Không cần Bách Sơn nói, Dương Bách Xuyên cũng nhận ra đó là linh chi. Hơn nữa Dương Bách Xuyên đã tìm hiểu không ít ghi chép về linh chi, bao gồm sách đọc ở trường và cẩm nang linh dược của sư phụ Vân Thiên Tà. Sách liên quan đến đồng y học ghi rằng trong bản kinh về các loại dược vật, linh chi được chia làm 6 loại dựa theo màu sắc khác nhau của chúng, gồm linh chi đỏ, linh chi đen, linh chi xanh, linh chi trắng, linh chi vàng, linh chi tím. Trong bản thảo kinh tập chú viết, 6 loại linh chi này đều là tiên thảo hiếm thấy, có rất nhiều chủng loại, hình dạng khác lạ. Trong chi thảo đồ viết linh chi tím sinh trưởng trên cây cối, hình dạng giống mộc nhĩ. Và cả thần nông bản thảo kinh, linh chi đỏ vị đắng, có tác dụng bổ trung ích khí, tăng cường trí thông minh và trí nhớ. Ăn lâu dài sẽ trẻ mãi không già, tuổi thọ ngang thần tiên, là một loại đan chi. Linh chi còn thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại Trung Quốc, có thể nói là vai chính quan trọng có tỷ lệ xuất hiện ngang ngửa nhân sâm. Nổi tiếng nhất là trong Bạch Xà Truyện, Bạch Nương Tử đến Nga Mi trộm tiên thảo để cứu Hứa Tiên, trải qua bao khó khăn trắc trở. Cuối cùng Nam Cực Tiên Ông cảm động, ban tặng tiên thảo cứu sống Hứa Tiên. Tiên thảo này chính là linh chi. Ngoài ra còn có Sơn Hải Kinh. Chương 7 của Sơn Hải Kinh viết, con gái của Viêm Đế là Giao Cơ đến tuổi lấy chồng, nhưng chưa xuất giá đã qua đời. Linh hồn của nàng bay đến núi Cô Giao, hóa thành giao thảo, kỳ thực là linh chi lá rậm hoa vàng. Thiên Đế Viêm Đế thương Giao Cơ mất sớm, bèn phong nàng làm thần mây mưa trốn Vu Sơn. Từ xưa đến nay dân gian cũng sùng bái linh chi, cho rằng nó tượng trưng cho cát tường, như ý, phú quý, tốt đẹp, tuổi thọ. Từ cổ chí kim có rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết về linh chi.
Thật ra Dương Bách Xuyên dựa vào ghi chép truyền thừa của sư phụ cộng với vốn hiểu biết từ sách vở, biết rằng linh chi dưới 100 năm chỉ là loại thuốc đông y bình thường, có công hiệu bổ khí an thần, chữa ho, dùng cho người chóng mặt mất ngủ, tức ngực hụt hơi, hen suyễn. Rốt cuộc linh chi có thần kỳ như trong truyền thuyết thần thoại hay không? Dương Bách Xuyên cho là có, nhưng phải xem năm tuổi. Linh chi hơn nghìn năm có công hiệu thần kỳ. Ví dụ như cây linh chi phía trước được con báo yêu bảo vệ. Cây linh chi này tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, là loại linh chi nghìn năm đặc biệt nhất, giống hệt ghi chép truyền thừa của sư phụ. Linh chi ngưng tụ rồi hấp thu tinh hoa trời đất, chứa sinh cơ và linh khí dồi dào, hơn nữa còn sinh trưởng trong môi trường đặc biệt, cho nên nó là báu vật cực kỳ quý giá. Nếu không thì các cuốn sách cổ như là Thần Long Bản Thảo Kinh, đạo gia Trung Quốc sẽ không nói linh chi có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí coi nó là tiên thảo giúp con người thành tiên. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cho rằng linh chi có công hiệu thành tiên hay không thì phải xem số năm càng dài thì công hiệu càng mạnh. Trong Bách Khoa Toàn Thư Tu Chân viết, linh chi còn có tên gọi khác là cỏ tái sinh, là thành phần chính để luyện chế đan trúc cơ. Dương Bách Xuyên đọc xong, cõi lòng chấn động. Hiện tại anh là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, cấp tiếp theo chính là trúc cơ. Đây là một cửa ải lớn. Trúc cơ phải xây dựng trụ cột để hình thành đan điền, không dễ chút nào. Đừng thấy bây giờ anh đã là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, vách ngăn trúc cơ mỏng như tờ giấy mà lầm, muốn đột phá cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người tu chân có thiên phú bình thường bị kẹt vài năm ở cửa ải trúc cơ, thậm chí là mấy chục năm hoặc cả đời. Vì vậy đan trúc cơ là đan dược tốt nhất giúp đột phá bình cảnh. Sau khi nhìn thấy cây linh chi nghìn năm này, Dương Bách Xuyên đã động lòng. Nhưng lúc này nó đã bị Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh một trái một phải nhanh chân giành trước. Thấy hai người sắp xông đến hái linh chi, báo yêu giận dữ gầm lên, gừ. Báo yêu còn nóng vội hơn cả Dương Bách Xuyên, cho dù đang đánh nhau với Hạ Lộ. Nó cũng phải gầm lên rồi vung cái đuôi dài hơn 2 mét quật về phía Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh sắp đến gần linh chi. Dương Bách Xuyên dám chắc nếu như Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh không né tránh thì đuôi của báo yêu có thể khiến bọn họ bị thương nặng. Hai người cũng biết mình không thể đối phó với một đòn này, vì vậy bọn họ chỉ có thể cuống quyết né tránh, rời xa linh chi. Đuôi báo yêu quật vào tảng đá to làm phát ra âm thanh vang dội. Rắc! Tảng đá vỡ một mảng bự. Điều này làm cho Nguyên Thần Tử, đạo trưởng Trường Linh và cả Dương Bách Xuyên đều hít một hơi khí lạnh. Con báo yêu này rất khó đối phó. Lúc này Dương Bách Xuyên không lựa chọn tới gần báo yêu, mà đến bên cạnh Hạ Lộ giúp cô ấy đối kháng với sự tấn công của báo yêu. Có lẽ là do trước đó Hạ Lộ đã chọc giận báo yêu, cho nên con súc sinh này không vì Nguyên Thần Tử và Trường Linh đến gần mà từ bỏ giao đấu với Hạ Lộ. Có Dương Bách Xuyên gia nhập, báo yêu bị Hạ Lộ hung hăng đánh mấy chưởng. Nó giận dữ gào to. Gừ gừ gừ. Song tiếng gầm lần này quá dài, cũng hơi bất thường. Dương Bách Xuyên không quan tâm, anh phối hợp với Hạ Lộ tấn công báo yêu, dần tiến lại gần linh chi từng chút một. Anh đang tìm cơ hội, chỉ cần có thể đến gần thì anh sẽ ra tay hái linh chi. Hiện tại cơ thể Dương Bách Xuyên rất mạnh, cộng thêm chân khí dồn vào nắm đấm. Vậy mà khi đánh nhau với báo yêu, ngón tay anh cũng rớm máu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Có lẽ thực lực của con báo yêu này là thiên thiên tầng 2 đỉnh phong. Cơ thể mạnh mẽ linh hoạt cùng với cái đuôi to quét ngang, không để cho Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ tới gần tảng đá lớn. Mà lúc này, Nguyên Thần Tử và Trường Linh lão đạo đang ở bên cạnh tảng đá to chờ cơ hội hành động, quan sát Dương Bách Xuyên Hạ Lộ đánh nhau với báo yêu. Bách Sơn bị thương. Nhưng vẫn bước tới, sư tổ, tôi giúp mọi người. Dứt lời hắn ta lập tức gia nhập cuộc chiến. Nhưng đúng lúc này, không ai ngờ rằng dưới chân núi cũng vang lên một tiếng gầm. Gừ. Là tiếng gầm của báo. Lần này ai nấy đều biến sắc. Vẫn còn một con báo yêu khác ư. Quả nhiên con báo yêu ở đây gầm lên đáp lại. Hai con gầm thét giao tiếp với nhau. Không tới thời gian ba hơi thở. Một bóng đen chạy băng băng từ đằng xa tới. Một con báo đen giống y hệt. Lại là một con yêu thú mạnh mẽ. Thoát cái con báo yêu thứ hai giận dữ gầm gào chấn động cả ngọn núi. Nó nhảy vọt lên cao 5-6 mét đến đỉnh đầu ba người Hạ Lộ, Dương Bách Xuyên, Bách Sơn. Lúc nó đáp xuống đất,
chân trái đập về phía Dương Bách Xuyên, đuôi nhanh như tia chớp vung về phía Bách Sơn và Hạ Lộ. Sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, anh cảm nhận rõ con báo yêu mới đến còn mạnh hơn con báo yêu đang giao đấu. Khiến anh cảm thấy áp lực. Anh không dám coi thường móng vuốt của báo yêu, lập tức tung một cú chấn thiên trường. Bộp! Thế mà anh bị móng vuốt của con báo yêu này đẩy lùi mấy bước. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên liếc thấy hai người Hạ Lộ và Bách Sơn một trước một sau nhanh chóng lùi lại. Chắc hẳn bọn họ cũng cảm nhận được uy lực cú quét đuôi của báo yêu không nhỏ. Hạ Lộ đã tránh thoát, nhưng Bách Sơn có lẽ bị thương nên chậm một nhịp, bị đuôi của báo yêu quất mạnh vào người. Rắc! M thanh gãy xương vang lên, Bách Sơn bị hất ra xa hơn 10 mét trong tiếng hét thảm thiết, cuối cùng lăn vào bụi cỏ dưới chân núi. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, con báo yêu đến sau chắc chắn là báo đực, quá con mẹ nó mạnh, thực lực tuyệt đối trên tiên thiên tầng 3. Tuy Dương Bách Xuyên chưa từng tiếp xúc với võ cổ giả tiên thiên tầng 3, nhưng anh đã xác định thực lực của con báo yêu này. Nếu chỉ đấu với một con thì bọn họ sẽ chiếm ưu thế. Lúc này áp lực của con báo yêu ban đầu đã giảm mạnh, nó gầm to một tiếng rồi nhào về phía đạo trưởng Trường Linh đang cố gắng tới gần Linh Chi. Ánh mắt nguyên thần tử lóe lên tia sáng, hình như bây giờ chỉ có mình ông ta nhàn rỗi. Thấy báo yêu đối phó với Trường Linh, ông ta thình lình lao tới chỗ Linh Chi. Khoảng cách chỉ có 2-3 mét mà thôi. Nhưng hình như con báo yêu đang đối phó với Trường Linh đã phát hiện ra. Nó quất mạnh đuôi về phía nguyên thần tử. Nguyên thần tử sợ hết hồn, không ngờ báo yêu lại cảnh giác như vậy. Ông ta từ bỏ Linh Chi, lăn xuống đất, tập hợp với đạo trưởng Trường Linh. Hai tiên thiên hợp sức đối phó với báo yêu, đã chế ngự được nó. Bên phía Dương Bách Xuyên, anh và Hạ Lộ bị con báo yêu mạnh hơn bám giết. Sau mấy hiệp, hai người rơi vào thế yếu. Trong lúc mọi người đang chém giết, một bóng người từ trên cây cổ thụ bay xuống, lao thẳng tới chỗ Linh Chi, nhanh lẹ hái Linh Chi rồi bỏ chạy. Thân hình nhanh như tia chớp. Gừ! Gừ! Hai con báo yêu cuống cuồng. Sau khi phát hiện có kẻ lợi dụng sơ hở hái mất Linh Chi, chúng gào thét rung trời. Chúng không rằng con nữa. Thân hình nhanh nhẹn giống như âm hồn đuổi theo kẻ hái trộm Linh Chi. Bốn người Dương Bách Xuyên không còn áp lực, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Mình liều sống liều chết, cuối cùng lại may áo cưới cho người. Mọi người đều biết kẻ đó là ai. Chắc chắn là Địa Tâm Lão Tổ. Chỉ có ông ta mới có tốc độ nhanh như vậy, bởi vì ông ta có bùa tăng tốc. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là Địa Tâm Lão Tổ không chỉ có một tấm bùa tăng tốc. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ nhìn theo hướng hai con báo truy đuổi rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Dương Bách Xuyên lập tức quyết định đuổi theo. Linh Chi có tác dụng lớn với anh, luyện chế đan trúc cơ không thể thiếu nó. Chuyện liên quan đến tu vi là chuyện lớn đó. Không thể bị Địa Tâm Lão Tổ nững tay trên được. Anh lập tức cất bước đuổi theo, Hạ Lộ theo sát phía sau. Nếu trên người Địa Tâm Lão Tổ không có bùa tăng tốc thì Dương Bách Xuyên dám khẳng định một khi báo yêu đuổi kịp, chắc chắn ông ta sẽ trở thành bữa ăn của chúng. Nhưng Địa Tâm Lão Tổ có bùa tăng tốc, đoán chừng hai con báo yêu không thể đuổi kịp. Thứ nhất, tốc độ của Địa Tâm Lão Tổ tăng vọt nhờ bùa tăng tốc. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng, Địa Tâm Lão Tổ là người, báo yêu tuy mạnh nhưng cũng chỉ là súc vật. Cho dù chúng đã mở linh trí. Nhưng trước khi tiến hóa chúng cũng chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ mà thôi. Nếu Địa Tâm Lão Tổ ẩn thân thì chắc chắn có thể cắt đuôi báo yêu. Vì vậy Dương Bách Xuyên quyết tâm đuổi theo Địa Tâm Lão Tổ. Lý do tất nhiên là vì Linh Chi nghìn năm, và lại người truy đuổi người kiểu gì cũng giỏi hơn báo. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cũng biết bùa tăng tốc không phải không có giới hạn thời gian. Anh không tin Địa Tâm Lão Tổ có cả đống bùa tăng tốc. Đồ vật có nguồn gốc từ tu chân giới chắc hẳn là báu vật quý giá trong mắt võ cổ giả, cho dù Địa Tâm Lão Tổ có khoa trương đến mấy cũng không dám dùng bừa. Phương án đảm bảo nhất là trước tiên nghĩ cách thoát khỏi sự truy đuổi của báo yêu, tiếp theo Địa Tâm Lão Tổ sẽ làm thế nào? Dương Bách Xuyên đoán rằng ông ta nhất định sẽ ra khỏi sơn cốc, sau đó về thẳng tông môn. Báu vật đã tới tay, không đi mới lạ. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đi thẳng đến lối ra nhằm chặn đường Địa Tâm Lão Tổ. Dù sao bây giờ trên người ông ta đang có bùa tăng tốc, anh đuổi theo cũng không kịp, huống chi còn có hai con báo yêu nữa.
Nếu anh đoán không sai thì địa tâm lão tổ nhất định sẽ chạy tới lối ra vào sau khi thoát khỏi hai con báo yêu. Vì vậy ôm cây đợi thỏ là một sự lựa chọn không tồi. Hơn một tiếng sau, Dương Bách Xuyên dừng bước. Nơi này là bên kia bờ một con sông, cũng là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn ra ngoài. Vị trí này là ngã ba, bất kể địa tâm lão tổ đi từ hướng nào đều phải đi qua nơi này. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ dừng lại, nấp sau một cây cổ thụ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hỏi Hạ Lộ, sao lúc trước cô lại chạy lên đỉnh núi? Tôi thấy hình như cậu đã nhập định, sẽ không tỉnh lại ngay. Sau đó, tôi vô tình nhìn thấy trên đỉnh núi có ánh sáng, bèn tới đó xem thử. Kết quả là phát hiện ra linh chi nghìn năm, tôi nghĩ cậu có thể luyện đan nên muốn hái nó tặng cậu, không ngờ linh chi lại có báo yêu canh giữ. Hạ Lộ nói từng câu từng chữ, Dương Bách Xuyên nghe mà cảm động vô cùng. Thì ra Hạ Lộ đi hái linh dược cho anh, xem ra người cá xinh đẹp muốn báo đáp lại giọt nước sinh mệnh kia. Người cá thật tốt biết bao. Cảm ơn cô, sau này đừng mạo hiểm nhé, Dương Bách Xuyên nói với Hạ Lộ. À này, chúng ta chờ địa tâm lão tổ ở đây, liệu đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử có đuổi kịp địa tâm lão tổ không? Hạ Lộ hỏi. Không đâu, trên người địa tâm lão tổ có bùa tăng tốc giúp đẩy nhanh tốc độ, ngay cả hai con báo yêu cũng không đuổi kịp ông ta chứ đừng nói chi đến Nguyên Thần Tử và Trường Linh lão đạo. Tôi tin rằng địa tâm lão tổ nhất định sẽ chạy trốn ra ngoài sau khi thoát khỏi báo yêu. Chúng ta cứ chờ ở đây là được, Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Anh quyết tâm phải lấy được linh chi nghìn năm. Linh vật nghìn năm xuất hiện trên địa cầu chính là kỳ tích, là độc nhất vô nhị, nếu bỏ lỡ sẽ chậm chế việc tu hành. Anh sắp lên trúc cơ, khổ nỗi không có linh dược luyện chế đan trúc cơ. Vì vậy anh nhất định phải lấy được linh chi nghìn năm. Hạ Lộ nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt lấp lánh, linh chi nghìn năm rất quan trọng với cậu sao? Dương Bách Xuyên sửng sốt, thầm nghĩ, không ngờ người cá lại nhạy cảm như vậy. Anh đáp, tu vi của tôi đang gặp bình cảnh nghiêm trọng, nếu có linh chi nghìn năm thì lợi to. Nghe vậy Hạ Lộ gật đầu, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lúc nhìn rừng rậm đằng xa chợt lóe lên hai tia sáng vàng rồi biến mất. Ven bờ một con sông ở phía bắc Sơn Cốc, hai con báo yêu gào thét không ngừng, sau đó men theo bờ sông lên thượng du. Sau đó, đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử nhảy từ trên cây xuống, hai người cũng đứng bên bờ sông. Đạo trưởng Trường Linh nhìn về phía hai con báo yêu rời đi, nói với Nguyên Thần Tử, Nguyên Thần đạo hữu, hai con báo yêu dừng lại một lúc, chắc là đã mất dấu địa tâm lão tổ. Hiện tại chỉ có hai khả năng, một là địa tâm lão tổ lên thượng du, hai là xuôi xuống hạ du. Hai con báo yêu cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ khả năng lên thượng du cao hơn một chút. Hay là chúng ta chia nhau ra tìm. Mặc dù linh chi nghìn năm đã bị địa tâm lão tổ trộm mất, nhưng có hai con báo yêu truy kích, thiết nghĩ ông ta không thoát nổi đâu. Chúng ta chỉ có thể làm ngựa ông, nếu may mắn thì có thể lấy được linh chi nghìn năm. Ông đuổi theo hướng nào? Nguyên Thần Tử nhìn đạo trưởng Trường Linh, cấp tốc suy nghĩ. Nghe chừng đạo trưởng Trường Linh phân tích không sai, hai người họ đuổi theo là muốn chiếm hời ăn may mà thôi. Đúng là hai con báo đen mạnh mẽ đã dừng lại ở đây một lát, nom như đang truy tìm địa tâm lão tổ, nhưng chưa chắc tìm được ông ta. Thường thì khứu giác của động vật tốt hơn con người nhiều. Đạo trưởng Trường Linh đang nghĩ gì? Lẽ nào ông ta đã nhìn ra, muốn đuổi mình đi, sau đó chiếm lợi? Nhất định là như thế. Nguyên Thần Tử liên tục cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ tôi cứ không cho ông được như ý đấy. Nhưng ngoài mặt ông ta lại gật đầu đồng ý, Trường Linh đạo huynh nói đúng, chúng ta chia nhau ra tìm, có may mắn hay không thì phải xem ý trời. Tôi muốn đi thượng du, đạo huynh thấy sao? Được thôi, vậy thì bần đạo xuống hạ du xem thế nào. Còn 3 ngày nữa là Sơn Cốc sẽ đóng cửa. Nếu 3 ngày sau không thu hoạch được gì, đạo hữu cũng đừng quên ra ngoài. Trường Linh nghiêm túc nói với Nguyên Thần Tử. Cảm ơn đạo huynh đã nhắc nhở. Hẹn gặp lại vào 3 ngày sau. Nói xong, Nguyên Thần Tử đi lên thượng du. Nhưng sau khi vào rừng rậm, ông ta lại dừng bước. Lắc mình nấp đằng sau một cây to, nhìn về phía Trường Linh. Quả nhiên ông ta trông thấy đạo trưởng Trường Linh vẫn đứng tại chỗ. Một lát sau, đạo trưởng Trường Linh không đi xuống hạ du mà xoay người trở về đường cũ. Nguyên Thần Tử cười gằn, đúng là đồ cáo giả, ông muốn tôi đi theo báo đen chịu chết chứ gì.
Hừ, lão phu không mắc lừa đâu. Bản thân thì quay về đường cũ, ông đừng tưởng tôi không biết ý định của ông. Nhất định là ông đến lối ra vào chặn địa tâm, dù sao thì địa tâm cũng phải ra ngoài mà. Lão phu cũng quay lại. Nguyên thần tử không đuổi theo báo đen. Một lát sau, ông ta trở về theo con đường đạo trưởng Trường Linh rời đi. Ông ta cũng ôm ý định đến lối ra vào ôm cây đợi thỏ, chờ địa tâm lão tổ. Sau khi Nguyên thần tử và đạo trưởng Trường Linh rời đi hơn 10 phút, trong dòng sông chỗ một đám rong gần bờ đột nhiên nổi bong bóng nước. Sau đó, một người ngoi ra khỏi mặt nước. Người này chính là địa tâm lão tổ. Để thoát khỏi sự truy kích của báo đen, ông ta đã trốn xuống nước, như vậy thì có thể che giấu hơi thở trên người mình. Lần này địa tâm lão tổ nhân lúc hỗn loạn của mất linh chi nghìn năm từ tay hai con báo đen và bốn đại tiên thiên, ông ta vô cùng đắc ý. Nhiều cao thủ như vậy đều không chiếm được, vậy mà ông ta lại lấy được linh chi nghìn năm, sao có thể không kiêu ngạo. Sau khi ra khỏi mặt nước, ngoài kiêu ngạo ra, địa tâm lão tổ còn phải suy nghĩ vấn đề thoát thân. Ông ta cân nhắc một lượt, hình như mình không trốn đi đâu được. Trên người chỉ có hai tấm bùa, ông ta đã dùng hết. Nếu lại chạm mặt hai con báo thì ông ta không có lòng tin mình có thể cắt đuôi chúng lần nữa. Địa tâm lão tổ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách là nhanh chóng ra khỏi sơn cốc, trở lại thế giới bên ngoài. Dù sao ông ta cũng thoát khỏi hai con báo rồi, phía sau không còn mối đe dọa lớn, bây giờ nhanh chóng đến cửa ra mới là sự lựa chọn đúng đắn. Địa tâm ngắm chuẩn phương hướng, chạy như bay về phía lối ra. Nhưng ông ta mới đi được một đoạn, trong rừng sâu cách mấy trăm mét phía sau bỗng vang lên tiếng gào thét rung trời. Gừ! Tiếng gào này khiến địa tâm lão tổ run rẩy cả người, vội vàng bước nhanh hơn. Ông ta thầm mắng trong lòng, hai con súc sinh này nhạy bén quá chừng, lão phu mới ra khỏi mặt nước mà chúng đã cảm nhận được. Không phải là mũi chó đấy chứ? Gừ gừ gừ! Địa tâm nhận ra đây là tiếng gầm của báo, chúng muốn đuổi theo ông ta. Ông ta giàu thúi ruột, chỉ có thể liều mạng chạy như điên. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ vẫn chưa biết địa tâm lão tổ, hai con báo và Nguyên thần tử, Trường Linh lão đạo đều đang đi về phía họ. Trong lúc ôm cây đợi thỏ, Dương Bách Xuyên ngồi tại chỗ, vừa nói chuyện với Hạ Lộ vừa xem truyền thừa Vu Hàm mới nhận được ở trong đầu. Đầu tiên là vu thuật. Đây là thứ anh hứng thú nhất. Theo lời sư phụ thì vu thuật là pháp thuật cổ xưa dùng máu làm chất dẫn, mạnh hơn pháp thuật của người tu chân rất nhiều. Nhưng sau khi xem một hồi, Dương Bách Xuyên phát hiện ra vu thuật đều sử dụng máu làm chất dẫn, kết hợp với pháp chú và sức mạnh để tiến hành. Thật ra nó không giống pháp thuật cho lắm, mà giống nguyền rủa hơn. Pháp chú thứ nhất là chú tinh huyết. Sau một hồi nghiên cứu, Dương Bách Xuyên định thử một chút. Anh ép một giọt máu trên ngón tay ra, sau đó niệm một câu pháp chú rồi bắn vào một bụi cây phía trước. Đi! Máu bắn lên bụi cây. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên nghĩ trong đầu, đốt. Một giây sau, giọt máu bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa, bụi cây lập tức cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành tro. Wow, cái này còn ghê gớm hơn cả chân hỏa. Dương Bách Xuyên nhìn bụi cây hóa thành tro, buông lời cảm thán. Trong truyền thừa của Vu Hàm chỉ có một bộ vu thuật, nhưng có tới 5 pháp chú. Pháp chú chia theo ngũ hành, gọi là vu chú thuật ngũ hành, tương đương 5 pháp chú kim mộc thủy hỏa thổ. Dương Bách Xuyên vẫn luôn sử dụng chân hỏa, vì vậy cái đầu tiên anh thử nghiên cứu là thuật hỏa chú. Không ngờ lần thử đầu tiên đã thành công, hơn nữa uy lực không kém chân hỏa của anh. Đây đúng là sát thuật chuyên dùng trong chiến đấu. Một giọt máu nhỏ rơi vào bụi cây cao bằng người, sau khi kích hoạt chú thuật, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu là có thể đốt cháy. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết chất dẫn cần thiết của vu thuật này là máu, vì vậy không nên dùng nhiều chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tuy nhiên, đây đúng là thuật pháp chú rất tiện lợi, anh mới thử lần đầu đã thành công. Thường thì bất kỳ thuật pháp chú nào cũng phải luyện tập và lĩnh ngộ nhiều lần mới có thể thực hiện thành công. Dương Bách Xuyên vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên mình thử hỏa chú tinh huyết đã thành công luôn. Ngẫm lại thì hẳn là có liên quan đến chân hỏa của anh. Có thể nói chân hỏa là thứ Dương Bách Xuyên học và sử dụng lâu nhất, cũng là thuật pháp duy nhất, xem như nền tảng. Do đó, anh thực hiện chú tinh huyết đã thành công ngay lần đầu tiên.
Điều kiện thực hiện chú tinh huyết là lấy máu làm chất dẫn và chân khí hỗ trợ. Chỉ cần tu vi sau này mạnh mẽ, thì uy lực của pháp chú này sẽ càng lớn. Bốn pháp chú vụ thuật còn lại có công hiệu riêng, mang đặc điểm của thuộc tính ngũ hành. Thuật kim chú mang sức mạnh chí dương chí cương, có thể dùng máu làm chất dẫn, thông qua chân khí ngưng tụ ra các loại vũ khí như đao, kiếm. Trong cơ thể, uy lực của mộc chú nằm ở sức mạnh sinh cơ. Chú thuật sinh ra từ chân khí có thể biến thành các loại thực vật hệ mộc tấn công. Thủy chú hơi đặc biệt, có thể vận dụng sức nước ở nơi có nước. Thổ chú có thể điều khiển đất trong một phạm vi nhất định. Với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, anh có thể điều khiển tối đa 3 mét vuông đất. Hỏa chú chỉ một chữ, đốt, chạm vào cái gì đốt cái đó, đương nhiên cũng chỉ có tính chất tương đối mà thôi. Tu vi của Dương Bách Xuyên càng mạnh thì uy lực của vu thuật càng lớn, sức ảnh hưởng của ngũ hành càng lớn. Sau đó Dương Bách Xuyên thử các loại chú thuật khác, anh ép máu ra, niệm pháp chú, thúc giục chân khí. Anh búng ngón tay, máu rơi xuống một tảng đá. Nứt. Không có chút động tĩnh nào. Tiếp theo anh thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thành công. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hiểu ra cần phải am hiểu và cảm ngộ ngũ hành thì mới có thể luyện thành bốn loại chú tinh huyết khác. Hiện tại anh chỉ có thể thực hiện một loại duy nhất là hỏa chú. Tuy hơi thất vọng nhưng anh biết dục tốc bất đạt, có thể sử dụng một loại đã tốt lắm rồi, bốn loại khác thì để sau này từ từ nghiên cứu và cảm ngộ, đến cuối cùng có thể luyện thành là được. Sau khi Hạ Lộ ở bên cạnh thấy Dương Bách Xuyên dùng một giọt máu đốt bụi cây thành tro, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.